Xin chào các bạn, mình là Thanh đến từ Dũng Body. Và ngày hôm nay trong clip này mình sẽ chia sẻ đến các bạn một trong những kỹ năng căn bản nhất và quan trọng nhất giúp các bạn có thể dịch được chính xác một câu văn tiếng Nhật sang bên tiếng Việt. Ok, và nhớ theo dõi đến cuối clip nhé. Trước tiên thì bây giờ trên màn hình mình sẽ để một câu văn tiếng Nhật và các bạn hãy cùng nhau dịch thử xem là ý nghĩa của nó là gì nhá. Dịch sang tiếng Việt cẩn thận vào nhá. Hãy. これは昨日東京にある本屋で買った新しくて綺麗で面白い日本語の本です。もう一度言うじゃん。OK, và bây giờ mình sẽ cho các bạn thêm một vài cái câu văn ở xuống bên dưới nữa. Và trong cái quá trình mà nhìn thấy từng câu văn này, các bạn hãy thử mường tượng xem là cái điều mà bạn Thanh này muốn chia sẻ đây là gì nhá. OK, câu số 2 này. これは昨日私が本屋で買った新しくて綺麗で面白い日本語の本です。câu số 3 này. これは昨日私が買った新しくて綺麗な日本語の本です。câu số 4 nhá. これは新しくて綺麗な日本語の本です。tiếp này. これは面白い日本語の本です。câu tiếp theo nha. これは面白い本です。và câu cuối cùng. これは本です。OK, các bạn bắt đầu hình dung ra cái điều gì chưa? Tất nhiên là cái điều mà chúng ta thể nhìn thấy dễ dàng nhất đó là từ trên xuống dưới câu văn nó ngắn dần đi đúng không? Đúng rồi, đúng, chính xác nó là như vậy. Ừ, thế nhưng bạn hãy nhìn cho mình cái câu cuối cùng nhé. これは本です。và các bạn sẽ dịch từ dưới lên trên cho mình nha. Cái này là quyển sách. Cái này là quyển sách thú vị. Cái này là quyển sách tiếng Nhật thú vị. Cái này là quyển sách tiếng Nhật vừa mới vừa đẹp. Cái này là quyển sách tiếng Nhật vừa mới vừa đẹp mà tôi mới mua hôm qua. Câu gần trên cùng này. Cái này là quyển sách tiếng Nhật vừa thú vị này, vừa mới vừa đẹp mà tôi vừa mới mua hôm qua ở hiệu sách. Và câu trên đầu của chúng ta nhá. Cái này là quyển sách tiếng Nhật thú vị vừa mới vừa đẹp mà tôi vừa mới mua hôm qua ở hiệu sách có ở Tokyo. Đấy, thì các bạn hình dung ra. À, cái bản chất của vấn đề đây nó là gì chưa nhỉ? Ừ. Các bạn sang bên tiếng Việt ấy, chúng ta hay nói là gì nhỉ? Cái này là quyển sách chấm chấm thế nào đó đúng không? Thế thì cái cụm từ đầu tiên mà chúng ta phải bật ra đấy nó sẽ nằm ở cái câu cuối cùng đúng không? Vậy thì như vậy khi mà nhìn qua một lượt rồi các bạn sẽ thấy là cái bản chất của câu này nhìn qua thì có vẻ là dài, thế nhưng bản chất của nó là gì nhỉ? Cái mẫu ngữ pháp chúng ta đã học từ sơ cấp là gì nhỉ? A và B des. A là B. Được chưa nào? Thì đây là một cái câu văn mà có vị ngữ, nó là dạng danh từ đúng không? OK, và tất cả những cái râu ria dài dài mà chúng ta thấy vừa nãy giờ thì nó chỉ để bổ nghĩa cho cái danh từ của chúng ta, từ hậu là cái vị ngữ của chúng ta ấy. Ừ. Thế thì trong tiếng Nhật nhá, cái vị ngữ nó sẽ có 3 loại từ mà tiếng nào cũng thế luôn đúng không nhỉ? Loại từ đầu tiên đó là danh từ, loại từ thứ hai đó là động từ, loại từ thứ ba là tính từ đúng không nhỉ? Thì loại từ đầu tiên danh từ sẽ là gì? Cái này là cái này, OK, A là B. Cái thứ hai động từ sẽ là cái này làm cái này, nhá, cái này làm hành động gì đó. Ừ. Còn dạng tính từ sẽ là cái này, cái chủ ngữ ấy, nó sẽ có tính chất là thế nào đó. Nó chỉ xoay quanh bất kỳ một câu văn nào cũng thế thôi, dài hay ngắn. Ngoại trừ những cái câu phức nhá, mình đang không nói trường hợp câu phức, câu đơn nữa nhá. Ừ. Ngoại trừ những cái câu phức ấy, thì tất cả những cái câu đơn ấy, thì nó sẽ chỉ quanh ở những cái dạng mẫu câu cơ bản như thế này thôi. Thế nên là việc đầu tiên khi mà các bạn nhìn vào một câu văn tiếng Nhật của mình ấy, các bạn hãy xác định cho mình đấy là câu phức hay là câu đơn. Ừ. Thì kể cả là câu phức cũng thế thôi. Câu phức thì nó sẽ theo ra thành từng cái câu đơn một ạ. Thì các bạn về các bạn bản chất các bạn vẫn nhìn cho mình thành từng cái vế câu đơn một nhá. À, là trong câu đơn đấy cái vị ngữ cuối cùng của nó là danh từ hay là động từ hay là tính từ, bao giờ cái vị ngữ đấy nó cũng sẽ đi kèm với một cái chủ ngữ đầu tiên hay một cái chủ đề đầu tiên nhá. Và sau đó chúng ta xác định từng cái bộ phận râu ria đi kèm ấy, nó sẽ bổ nghĩa cho cái danh từ lớn nào. Được chưa nào? Đấy. Thế thì nhớ này, cái kỹ năng cơ bản nhất đó là khi nhìn vào một câu văn, hãy xác định cho mình cái câu này nó có vị ngữ là gì, là tính từ, là danh từ hay là động từ. Và từ đấy mình cứ bám riết
theo những cái gì nhỉ? Theo những cái gọi là cái khung đấy, và chúng ta mổ xẻ dần từng cái bên trong một thôi, từng cái cụm từ bổ nghĩa cho từng cái cụm danh từ một thôi. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đọc một cái mẩu tin mà liên quan một cái chủ đề rất là thân thuộc với các bạn. Đó là chủ đề về nhà máy điện hạt nhân, một cái sự cố mà xảy ra vào năm 2011, là cái thời điểm mà chính là cái năm mà mình bắt đầu học tiếng Nhật đấy mọi người ạ. Đó nhá, thì cái mẩu tin nó có tên là gì nhỉ? Fukushima ken Namie machi 14 nen no aida dekinakatta bon odori o tanoshinda. Ok. Trong cái câu này nhá, có một cái từ mà cô thấy là các bạn rất là hay đọc sai, đó là 14 năm, các bạn hay đọc là gì ạ? Jiu gì ạ? Jiu yon nen đúng không? Nhớ này, 4 năm bao giờ chúng ta sẽ đọc là jiu yo nen đấy nhé. Không có nhá. Jiu yo nen. Được chưa nào? Thì mình sẽ hiểu cái chỗ này là gì đây ạ? Fukushima ken là tỉnh Fukushima. Ok. Và Namie machi nhé, là cái thị trấn, là cái thành phố Namie thuộc cái tỉnh Fukushima này. Thì ở cái tỉnh này thì gì ạ? Chúng ta có cái cụm này là gì nhỉ? 14 nen no aida dekinakatta bon odori. Đây là cả một cụm danh từ của chúng ta đúng không? Cái điệu múa bon, cái mà không thể thực hiện được trong suốt 14 năm. Thì bây giờ làm sao? Cái câu cuối cùng của chúng ta gì nhỉ? Tanoshinda là gì nhỉ? Là mình thưởng thức, tanoshimu desu ne. Thưởng thức điệu múa bon, cái mà đã không được thực hiện trong suốt 14 năm. Thì chính là 14 năm từ khoảng 2011 đến nay 2024, là trong 14 năm đấy thì người ta tính là ở trong suốt cái khoảng thời gian hơn 14 năm từ cái ngày đấy đến bây giờ đấy mọi người ạ. Được chưa? Thì các bạn hình dung ra cái đề tài của chúng ta ngày hôm nay chưa? Và bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào từng câu một nhá. Đây, trên này vì là nó để phù hợp với người nước ngoài đọc tiếng Nhật, thế nên là nó còn cho thêm cho chúng ta cả furigana nữa mọi người ạ. Tuyệt vời không? Đây là cũng là một cái cách rất là tốt để các bạn tăng lại vốn từ vựng và ôn lại cả về mặt chữ Hán cho mình nhá. Nào mình cùng nhau đọc nhá. Câu đầu tiên nhá. OK. 2011年の原子力発電所の事故の後、福島県浪江町の津島地区に住んでいた人たちは避難して帰ることができなくなりました。Rồi, các bạn nhìn thấy không ạ? Trước tiên, các bạn muốn giải quyết về phần ngữ pháp hay là phần từ vựng trước nào? Rồi, bây giờ các bạn sẽ nhìn cho mình khung câu văn trước nhé. Chúng ta tập trung vào cái kỹ năng mà chúng ta đọc để phân tích câu ạ nhé. Thì bây giờ khi mà nhìn vào một câu, các bạn nhìn cho mình theo từng cái dấu phẩy một. Đây một cái đoạn văn nó viết rất là đơn giản, chúng ta hoàn toàn có thể theo dõi nó qua từng dấu phẩy một. Ato desu ne, sau thế nào đó này. Thì chủ ngữ ở đâu ạ? Shito tachi wa. Chúng ta nhìn cho cô những cái phần tách câu và tìm cho cô những cái chủ ngữ mà đứng trước. Wa, ga và mo. Ok. Thì tiếp theo này. Shinan shite desu ne. Và kaeru koto ga dekinaku narimashita. Rồi. Cái cấu trúc câu văn sẽ là sau thế nào đó thì những người thế nào đó thì đã đã đi thế nào đó và đã không thể thế nào đó. Đúng chưa mọi người? Các bạn có nhìn thấy cái khung câu văn đấy không? Ok chưa? Xong khung câu văn rồi, chúng ta đi vào phân tích từng từ vựng, các bạn nhớ cho cô nhá. Rồi, những cái chỗ này sẽ hơi khó một chút, tầm N3, N2 này. Các bạn có biết jiko desu ne? Jiko là gì nhỉ? Jiko là sau cái sự cố, hoặc là jiko ví dụ trong cái giao thông sẽ là tai nạn giao thông chẳng hạn, đúng không? Jiko desu ne. Rồi, tiếp tục chúng ta có từ genshiryoku hatsudensho desu ne. Thì chúng ta có từ genshiryoku là gì ấy nhỉ? Là năng lượng hạt nhân đấy, đúng không? Và hatsudensho là cái nhà máy phát điện đấy mọi người. Đó, thì bây giờ là sau cái sự cố ở nhà máy phát điện hạt nhân vào năm 2011. Khi mà các bạn tìm được một cái cụm như thế này rồi thì một cái cụm danh từ bao giờ chúng ta cũng đi từ phải sang trái cho cô nhá. Từ cái cụm danh từ chính sau cái sự cố ở nhà máy phát điện hạt nhân vào năm 2011. Được chưa? Thì gì ạ? Chủ ngữ mình đi lên trước này, chủ ngữ đó là những người, thì hitotachi nó sẽ là cái danh từ chính của cái chủ ngữ đấy. Và từ chỗ này cho đến cái này nó sẽ là mệnh đề bổ nghĩa cho cái những người đấy. Thế thì mình sẽ nhìn vào bên trong cho cô này. Những người mà đã sống sundeita ở cái gọi là cái khu vực tên là Tsushima. Được chưa nào? Khu vực tên là Tsushima thuộc cái thành phố Namie của tỉnh gì đấy nhỉ? Fukushima. Thì những người này làm sao? Chúng ta có từ hinan shite desu ne.
họ đã đi lánh nạn, đi sơ tán, một từ vựng của N2 nhé mọi người nhé. Khi nào sử dụng là lánh nạn là đi sơ tán. Và những người gì ạ? Những người này thì cái để của tổ cá để khi nắc từ nào thì mất, họ đã không thể trở về nhà. Ngữ pháp của N4 đúng không? Được chưa? Hay nhớ lại, đọc lại một lần này. Sau cái sự cố ở nhà máy phát điện hạt nhân vào năm 2011 thì những người mà đã sống ở khu vực Tsushima thuộc thành phố Namie nhé, của tỉnh Fukushima thì họ đã đi lánh nạn và không thể trở về nhà được. Được chưa nào? Tiếp tục này. Ok, tiếp nhá. Hōshasen no ryū wo sukunaku suru sagyō ga susunde, kyōnen Tsushima chiku no ichibu ni sumu koto ga dekiru yō ni narimashita. Veru yō ni narimashita. Các bạn biết là gì không ạ? Là một cái sự thay đổi về mặt trạng thái đúng không? Đã trở nên là có thể thế nào đó. Ok, rồi thế bây giờ mình sẽ nhìn tiếp này. Tiếp tục này. Susunde sẽ chia câu thành từng cái vế một cho cô nhá. Chia câu thành từng cái vế một. Đầu tiên là gì ạ? Đầu tiên là khi cái công tác gì đó nó susumu. Một cái công tác, một cái gọi là một cái công việc gì đó nó được diễn ra đúng không? Nó được tiến hành. Thì công tác đấy là cái công tác gì? Nó chính là cái công tác gì đấy ạ? Công tác này sẽ là cái cụm từ bổ nghĩa cho cái từ sagyō đấy. Được chưa nào? Khi những cái công tác mà làm giảm thiểu cái gì đấy, hōshase no ryū wo sukunaku suru sagyō desu ne. Khi mà những cái công tác làm giảm thiểu cái lượng tia bức xạ đúng không? Tia phóng xạ ấy. Nó gì ạ? Tia phóng xạ đấy mọi người nhá. Nó gì nhỉ? Nó được diễn ra thì vào năm ngoái đúng không? Sau cái quá trình mà cái công việc, những cái cái công việc mà nó giảm thiểu cái lượng tia phóng xạ, nó gì ạ? Nó diễn ra thì vào năm ngoái. Làm sao ạ? Cả một cái cụm từ koto trở về trước sẽ là cái điều mà có thể đấy đúng không? Thì vào năm ngoái người ta đã có thể đúng không? Sống ở một khu vực thuộc cái gì nhỉ? Thuộc cái khu vực là thuộc gì đấy? Tsushima rồi. Đó nhá. Dịch lại nhá. Sau cái quá trình làm giảm thiểu lượng tia phóng xạ thì vào năm ngoái đã có thể sống được ở một bộ phận trong gì nhỉ? Trong cái khu vực Tsushima. Được chưa? Rồi, các bạn thấy hay không ạ? Chưa quan trọng nội dung như thế nào nhưng mà cô thấy là học tiếng Nhật qua như này không hề chán và rất là thú vị đúng không mọi người? Chúng ta ôn lại được rất là nhiều thứ nhá. Nên các bạn đừng bỏ lỡ những buổi livestream này cùng với thầy cô nha. Tiếp tục nha, trong đoạn sau này. Shikashi Tsushima chiku ni kaeta hito wa oku arimasen. Các bạn thấy chưa? Oku arimasen là cái vị ngữ của chúng ta. Và cái chủ ngữ đây là đây, đúng không? Tuy nhiên thì những người mà trở về cái khu vực Tsushima này thì không có nhiều. Oku nai desu ne. Oku arimasen. Đó. Dễ không? Rồi, câu này rất là dễ, rất là đơn giản đúng không? Sunde iru hito tachi wa machi ga nigiyaka ni naru you ni omatsuri wo hirakimashita. Rồi, câu này cũng toàn ngữ pháp của N4 đấy mọi người ạ. Những người thế nào đó, đây là chủ ngữ của chúng ta đúng không? Những người mà đang sống ở đó. Tức là người ta bảo là gì nhỉ? Một bộ phận là có thể sống được rồi đúng không? Thì bây giờ có không được, không quá nhiều người trở về nhưng mà cũng có người sống ở đấy. Thì cái cụm này là sunde iru hito tachi wa, những người mà đang sống ở đó đấy. Thì làm sao ạ? Thì họ đã tổ chức cái này để thế nào đó. Cái yoni này nó sẽ diễn tả một cái gọi là mục đích, hướng tới một cái trạng thái ở đó đúng không? Những người mà đang sống ở đó thì họ đã tổ chức lễ hội omatsuri wo hirakimashita ne. Để được chưa nào? Để thế nào thì sẽ cả cái cụm này. Cả cụm này đúng không? Để gì ạ? Machi ga nigiyaka ni naru desu ne. Để cái thành phố, cái khu phố nó trở nên gì ạ? Nó trở nên nhộn nhịp hơn, nigiyaka ni naru desu ne. Được chưa ạ? Rồi, tiếp tục nhá. Hoka no tokoro ni hinan shite iru hito nado mo kite 100 nin gurai ga atsumarimashita. Các bạn sẽ gặp được rất là nhiều những cách nói hay này. Nado mo desu ne. Cả, có cả những người ví dụ thế nào đó nhá. Nado là mình đưa ra một cái ví dụ đúng không? Cả và mo là gì nhỉ? Mình nhấn mạnh cả những cái người như là, được chưa nào? Cả những cái người như là thế nào đó thì cũng đến và gì đấy nhỉ? Về sau chúng ta sẽ thấy là cái chủ ngữ nó sẽ đi với cái động từ là atsumarimashita. Atsumarimashita là tập hợp tới lại đúng không? Thì mình sẽ hiểu là gì đấy. Và
cả những người như là người gì ạ, người mà đang lánh nạn, đang đi sơ tán ở những cái khu vực khác ở trên áo, hoka no tokoro ni desu ne, thì họ cũng tới và đã có tới khoảng 100 người tập trung lại trong cái lễ hội đó. Ý là như vậy nhá. Hai. Rồi tiếp này, đến đây rồi đúng không ạ? Omatsuri de wa desu ne, 14 nen no aida dekinakatta bon odori o okonaimashita. Vừa nãy các bạn thấy chưa? Đấy, chúng ta đây là mở hội đúng không? Thì bây giờ chúng ta có là tổ chức cái gì đó, thực hiện cái gì đó, chúng ta có là bon odori o okonau, đúng không? Là gì ấy nhỉ? Và ở cái lễ hội đấy thì omatsuri de wa desu ne, ở cái lễ hội đấy thì đã tiến hành, đã thực hiện cái điệu múa bon, tức là điệu múa rất là truyền thống của Nhật Bản đúng không? Cái mà chính là cái câu tiêu đề của chúng ta này, 14 nen no aida dekinakatta desu ne, đã không thể thực hiện được trong suốt 14 năm vừa rồi. Ok chưa? Hai. Và taiko ya fuye no ongaku to issho ni minna de odotte kanoshinde imashita. Ok. Các bạn dịch câu này là gì ạ? Và mọi người thì làm sao nhỉ? Mọi người đã cùng nhau, tức là mọi người đã cùng nhau nhảy múa cùng với gì ạ? Cùng với âm nhạc trong cái gì đấy, trong tiếng trống và tiếng sáo đúng không? Và gì đấy nhỉ? Mọi người đã rất là gì nhỉ? Mọi người đã nhảy và thưởng thức cùng với nhau nhá. Tanoshindeiru, tanoshimu là gì nhỉ? Thưởng thức vui vẻ với cái gì đó. Mình sẽ dịch lại nhá. Và mọi người đã cùng nhau múa và rất là vui vẻ với gì đấy nhỉ? Với âm nhạc trong tiếng trống và tiếng gì đấy nhỉ? Tiếng sáo nhá. Hãy xong rồi đó, đến câu cuối cùng nha mọi người nha. Câu cuối cùng này. Odotta dansei wa hisashiburi ni bon odori ga dekite ureshikatta shi tanoshikatta desu. Karada ga odori kata o oboete imashita to hanashite imashita. Ok, các bạn nhìn cho cô nha. Cả cái câu này rất là dài. Nhưng mà các bạn để cho cô này, cái chủ ngữ nó ở đây. Và cái vị ngữ nó ở đây có một cái thôi. Người đàn ông đã tham gia nhảy ấy thì đã nói rằng, đã nói chuyện. Và cả cái đoạn dài dài ở giữa nó là cái câu nói của người ta thì mình lại dịch riêng ta nhá. Hay cái người đàn ông đã tham gia nhảy đã nói rằng là hisashiburi ni là gì nhỉ? Lâu lắm rồi đúng không? Thì có thể nhảy cái điệu múa obon đấy, đúng không? Obon ga obon dori desu ne. Bon dori ga dekite. Có thể lâu lắm rồi mới nhảy cái điệu múa bông đấy, thế nên là rất là ureshikatta shi, rất là hạnh phúc và rất là vui đúng không? Ừ, tanoshikatta desu. Ok chưa? Và karada ga karada ga odori kata o oboete imashita. Và cái cơ thể của tôi đúng không? Cơ thể của tôi đã gì nhỉ? Đã cũng vẫn nhớ đúng không? Vẫn nhớ được. Ta nhớ được cái gì đây nhỉ? Cái cách nhảy đấy. Đó. Hay thì đây là cái câu cuối cùng mà người ta trích lại cái lời phỏng vấn của cái người tham gia cái điệu múa obon đấy, điệu múa bông đấy trong cái lễ hội mà tổ chức ở tỉnh Fukushima của cái thị trấn nhỏ đấy nha. Hay, thế thì bây giờ trước khi kết thúc thì chúng mình hãy cùng nhau nhìn lại cho cô những cái từ vựng rất là hay nhá. Mọi người nhá. Các bạn về ghi lại cho cô này. Hôm nay sẽ là một mẩu tin tiếp theo nhé mọi người nha, một bài báo tiếp theo mà mình mới lượm lặt được ở trên kênh web này, thì ngày hôm trước mình đã giới thiệu cho các bạn rồi đúng không? Trước tiên các bạn nhìn qua cái hình ảnh này, các bạn có nhận ra đây là hình ảnh gì không ạ? Ở Việt Nam mình thì trong những năm gần đây mình đã có rất là nhiều những cái cuộc thi về cái này rồi. Đó là gì mọi người nhỉ? Đó là về Soroban mọi người nhá. Soroban là một cái công cụ tính nhẩm, ở trên nào? Công cụ tính nhẩm mà có bắt nguồn từ Trung Quốc đúng không? Tuy nhiên thì đây là một cái phương pháp tính nhẩm mà rất là nổi tiếng ở Nhật Bản, và bây giờ thì ở Việt Nam mình cũng có rất là nhiều cuộc thi tính nhẩm mà sử dụng soroban như thế này nhá. Hay. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem cái mẩu tin ngày hôm nay của chúng ta nó sẽ có tên là gì mọi người nhá. Các bạn nhìn cho mình ở trên này nhá. Chúng ta sẽ có cái câu đề tài, cái câu chủ đề của nó sẽ là gì ạ? Soroban ya anzan no taikai hayaku tadashiku keisan dekiru ka. Thì cái đằng trước cái quan trọng của nó sẽ là cái gì ạ? Cái cuộc thi. Chúng ta có từ taikai là cuộc thi đúng không nào? Âm Hán Việt nó là đại hội đúng không? Nhưng mà chúng ta có thể dịch đơn giản là cuộc thi nhá. Cuộc thi gì ạ? Cuộc thi về tính nhẩm và về soroban. Được chưa nào? Cuộc thi về soroban và về tính nhẩm. Hãy thì trong này có một cái cụm người ta để trong ngoặc đây là hayaku tadashiku keisan dekiru ka.
Chúng ta có một cái từ là từ kê san, nó là cái từ vựng của N3 đúng không mọi người? Từ kê san này là gì nhỉ mọi người nhỉ? Kê san là gì đấy? Đúng rồi, là việc tính toán đúng không nào? Hay, thì cái câu này người ta hỏi là có thể tính một cách chính xác và nhanh chóng được không ạ? Được chưa nào? Hay, thì đây là cái câu đề tài của chúng ta. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng nhau bước vào bài ngày hôm nay nhá. Ok, rồi, hy vọng là ngày hôm nay thì có thể giúp cho các bạn có thể gọi là gì ta? Thu lượm được thêm thật là nhiều những cái từ vựng thú vị nhá. Mà mình rất là hy vọng rằng là thông qua những cái buổi livestream như thế này thì biết đâu chúng ta sẽ có thể bắt gặp được những cái từ vựng đấy một lần nữa ở trong bài thi hay là trong những cái sách ôn các bạn cần phải học trong quá trình luyện thi GPD. Thì hy vọng đây là một cái cách mà các bạn bổ sung thêm 4 từ thật là tốt trong chúng ta nhá. Hay, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn câu đầu tiên nhá. Oyama ken de desne. Ở tỉnh Okayama desne. Gomenasai. Okayama ken de, ở tỉnh Okayama thì 19日, vào ngày 19 đúng không nào? Chúng ta đọc cả câu như này. Soroban ya anzan no taikai ga arimashita. Ở trong N4, N5 chúng ta đã từng gặp cái từ arimasu nhé. Nó có nghĩa là có đúng không? Nhưng mà với một cái sự kiện gì đó được tổ chức diễn ra thì chúng ta sẽ hiểu là có một cái sự kiện gì đó đã được tổ chức diễn ra. Thế mình sẽ dịch cả câu này rất là đơn giản là gì nhỉ mọi người nhỉ? Câu này rất là đơn giản, sẽ là ở tỉnh Okayama vào ngày 19 thì đã diễn ra cái cuộc thi tính nhẩm Soroban. Ok chưa? Đấy. Và tiếp tục này. Trung Quốc chi hồ no 5つ no ken kara 9 sai kara 23 sai made no 155 nin ga atsumarimashita. Hôm nay chúng ta lại gặp cái từ atsumari. Đúng không nào? Atsumaru mà hôm trước ở trong buổi trước chúng ta đã từng gặp đúng không? Atsumaru là tập hợp đúng không nào? Nani ga atsumaru desu ne. Thì mình sẽ dịch là có 155 người. Được chưa nào? Có 155 người thì cái 155 người này chủ ngữ trở về trước đúng không? 155 người trong lứa tuổi từ 9 tuổi đến 23 tuổi đến từ 5 tỉnh nhá, đến từ 5 tỉnh thuộc khu vực Chugoku ở Nhật Bản đúng không nào? Thì đã tập hợp lại ở cái cuộc thi đấy nhá. Thì không biết là ở đây có bạn nào nằm ở trong cái khu vực là Chugoku của Nhật Bản không ạ? Không phải ở Trung Quốc nha mọi người nhá. Chugoku là một khu vực một khu vực của Nhật Bản, nó nằm ở vùng này. Đây, các bạn nhìn thấy trên màn hình không? Ok, đây nó nằm ở khu vực này mọi người. Chugoku chiho desu ne. Đây cái màu cam cam này nhá. Có bạn nào đang ở khu vực này không ạ? Ok. Đấy, thì đó là cái khu vực Chugoku chiho này, thì cái khu vực này nó có 5 tỉnh mọi người ạ. Có 5 tỉnh nhá. Đấy, thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn tiếp sang bên này nào. Rồi, thì đấy câu đầu tiên nhá. Bây giờ các bạn cùng nhau nhìn xuống bên dưới. Đây. Cái gọi là cái khung cảnh của cái cuộc thi đấy nó diễn ra trong phòng kín như thế này. Và các bạn nhìn thấy các thí sinh ngồi dưới này, ban giám khảo ngồi trên này, và trên này có những cái màn hình để hiện ra những cái con số mà người ta chuẩn bị yêu cầu học sinh tính nhẩm nha. Đấy. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc những cái đoạn văn bên dưới nào. Rồi. Flash anzan という競技では3桁の数字が画面に1つずつ出ます。Rồi, chúng ta có những cái từ vựng gì mọi người có nhận ra không? Các bạn có hiểu được nghĩa của nó không ạ? Chúng ta có từ thứ nhất là kyogi. Đúng, mọi người biết kyogi là gì nhỉ? Kyogi mình sẽ hiểu là cuộc thi hoặc là trận đấu nhá. Thì ví dụ như là trong cả một cái cuộc thi về tính nhẩm này sẽ có từng trận một đúng không? Thì bây giờ trong cái cuộc thi, trong cái trận đấu mà gọi tên là, chúng ta có ngữ pháp tối ưu để nhé. Danh từ 1 tối ưu, danh từ 2 là cái danh từ 2 mà cụ thể gọi tên là cái này này. Thì trong cái cuộc thi mà gọi tên là gì nhỉ? Furashio Anzan là cái tính nhẩm Furashio. Tính nhẩm flash đấy mọi người. Thì cái tính nhẩm flash nó cụ thể nghĩa là gì thì chút nữa chúng ta sẽ thấy là người ta giải thích ở đằng sau luôn nhá. Nên các bạn không có gì phải lo lắng cả. Được chưa nào? Trong cái cuộc thi về tính nhẩm Furashio này thì gì ạ? Sanketa no suji ga. Đố các bạn biết Sanketa no suji là cái gì ạ? Suji thì là một cái từ vựng của N4. Tuy nhiên cái từ keta sẽ là một cái từ vựng của N2 nhá mọi người nhá. Đúng, các bạn biết keta là gì đấy? Rồi, những cái con số mà có 3 chữ số từ hàng trăm đi lên nhá mọi người. Đó, thì ví dụ ichi keta sẽ là số từ 1 đến 10 là từ 1 đến 9 đấy mọi người.
là hàng đơn vị một chữ số đúng không? Nhì kê tạ là hai chữ số, còn sang kê tạ là số có ba chữ số nhá. Hay thì là ở trong cái cuộc trận đấu mà Flash siêu tính nhở Flash này thì những cái con số mà là hàng ba chữ số thì nó gì ạ? Nó lần lượt hiện từ trên nào? Hiện từng số một lên trên màn hình. Gamen ni hitotsu zutsu, mỗi một đúng không? Nó xuất hiện trên màn hình nhá. Được chưa nào? Thì bạn nhìn cho cô ở trên bảng này. Đây ở trên này. Đây. Trên này có đang có số 623 đúng không? Thì nó hiện từng số ra như vậy nhá. Đấy. Rồi. Các bạn có theo kịp không ạ? Mọi người có theo kịp không? Rồi tiếp tục chúng ta sẽ cùng nhìn tiếp cho cô nha. Suji wa sugu kiete tsugi no suji ni tsugi no suji ga demasu. Nè, có hai vế đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy là gì đây ạ? Đây, đầu tiên vế một đúng không? Những cái con số này thì nó sẽ biến mất ngay lập tức. Sugu kiete nè. Và gì đây nhỉ? Và ngay sau đó thì cái số tiếp theo nó sẽ lại xuất hiện. Ga demasu nè. Hay, rồi các bạn thấy những cái câu hành văn rất là đơn giản, đều là dùng những cái ngữ pháp từ N4, N5 chúng ta đều có thể hoàn toàn đọc được rồi đúng không? Rồi tiếp này. 全部で15の数字を頭の中で足していきます. Đúng không? Bạn biết cái động từ tasu này là gì ạ? Tasu. Cái chân ấy nhỉ mọi người nhỉ? Đúng không? Cái chân ạ. Bây giờ cái từ cái chân trong cái dạng động từ nó sẽ có nghĩa là gì đấy? Rồi. Hay mình sẽ nhìn nhá. Và người ta tức các thí sinh ấy thì họ sẽ phải cộng nhá mọi người nhá. Cái từ tasu là cộng, được chưa nào? Cộng gì ạ? Cộng tổng gì đấy, 15 cái số đấy ở trong gì nhỉ, trong đầu. Các bạn thấy rất là liền mạch với từng cái gì nhỉ, cái trợ từ đúng không? Zen bởi đề jumbo no su ji o đúng không? O thì đi về tha sự cộng 15 cái số này tổng ở đâu ạ? Ở atama no naka de, ở trong đầu thôi nhá. Được chưa ạ? Rồi chúng ta cùng nhau tiếp này, nhìn tiếp này. Soroban nado no dougu wa tsukaimasen. Rồi, và người ta những cái lúc này thì gì đấy nhỉ? Người ta sẽ không có sử dụng cái gì ạ? Những cái công cụ ví dụ như là nado sẽ là ví dụ như là cái bàn tính nhập. Chưa? Soroban nado no dougu wa tsukaimasen. Ok? Ii kana? Hai, tiếp tục chúng ta cùng nhau nhìn tiếp này. Kotae ga tadashikatta hito dake ga tsugi no mondai ni susumimasu. Rồi. Chủ ngữ câu này là gì ạ mọi người? Các bạn nhìn cho cô chủ ngữ câu này là gì ạ? Đúng rồi, chúng ta có chủ ngữ câu này sẽ là từ gạ trở về trước. Chỉ nhá. Dake, chỉ những người mà. Mà thế nào ạ? Kotae ga tadashikatta. Ok, những người mà trả lời đúng, đúng không? Thì mới đi sang làm câu tiếp theo. Tsugi no mondai ni susumimasu. Susumimasu là mình hiểu là mình gì nhỉ? Mình tịnh tiến, mình chuyển sang cái bước tiếp theo, hay là cái hoặc là chuyển sang cái giai đoạn tiếp theo, hay là đi về phía trước chẳng hạn, thì mình sẽ hiểu như vậy nhá. Chỉ những người mà trả lời đúng thì mới chuyển sang câu tiếp theo nhá. Tiếp tục này. Rất là nhiều từ vựng hay đúng không mọi người? Rồi, suji ga gamen ni deru jikan wa dandan mijikaku natte saigo wa 2.2秒で15の数字が出ました. Rồi. Các bạn nhìn này. Cũng có hai vế luôn đúng không? Nên là những cái bài đọc này các bạn hoàn toàn có thể đọc rất là dễ dàng nếu mà chúng ta cứ tách từng cái cụ gọi là theo những cái dấu phẩy trước tiên đã là được rồi. Thế sau khi vào dấu phẩy rồi chúng ta bắt đầu xác định cho mình là chủ ngữ ra sao, động từ như thế nào, và chúng ta phân tích từng cái vế một cho cô nhá. Hãy đầu tiên sẽ là gì nhỉ? Suji, trong cái vế đầu tiên sẽ là suji, là cái chủ ngữ của chúng ta trong cái vế đầu tiên đúng không? Những cái con số, xin lỗi mọi người, không phải chủ ngữ là suji mọi người ạ. Chủ ngữ của chúng ta trong câu này là gì nhỉ? Jikan wa sẽ là chủ ngữ chính đúng không? Và cả cái chỗ này cho đến đây thì sẽ là cái bổ sung ý nghĩa cho cái chủ ngữ đấy thôi. Cái thời gian mà. Khi mà mình nối với một cái cụm từ bổ nghĩa thì chúng ta có thể dùng cái từ là mà. Cái thời gian mà số nó xuất hiện ở trên màn hình. Suji ga gamen ni deru. Đó là cái cụm từ bổ nghĩa cho cái từ jikan desu. Cái thời gian mà những cái con số này xuất hiện trên màn hình thì dandan mijikaku natte desu ne. Dandan là dần dần, sẽ dần dần ngắn đi, đúng không? Dần dần ngắn đi. Và
sai của và cuối cùng thì đúng không? Cuối cùng thì 15 con số nó xuất hiện chỉ trong bao nhiêu ạ? Chỉ trong có 2.2 giây thôi, tức là 2,2 giây nhé mọi người nhé. Niten ni bio desu ne. Rất là nhiều những cái từ vựng hay đúng không mọi người? Chúng ta sẽ có từ kyōgi desu ne, anzan e keta. Có vừa nãy các bạn nào bảo là làm bài nghe nhiều sẽ gặp cái từ này rất là nhiều đúng không? Keta là cái từ vựng của N2 nhé mọi người nhá. Rồi, hay là gì đây nhỉ? Chúng ta sẽ có từ susumimasu cũng là một cái từ rất là hay. Hay. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ cùng nhau đi sang phần những cái câu tiếp theo nhá. Đó. Rồi các bạn nhìn chưa? Đoạn này còn một cái câu nữa thôi. Xong rồi trước khi chúng ta chuyển sang cái hình ảnh tiếp theo sẽ là gì đây nhỉ? Ichiban ni natta Watanabe Touma san wa tadashiku keisan dekite ureshi desu to hanashimashita. Rồi, cái câu này chủ ngữ của chúng ta sẽ là gì đấy nhỉ? Anh hay là cái bạn gì đấy đúng không? Bạn tên là Watanabe Touma thì bạn ý thế nào ạ? Cái người mà đã về nhất Ichiban ni natta hito desu ne. Ok chưa? Các bạn thấy không? Thực sự đọc những cái bài báo này sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều trong việc mà chúng ta phân tích cái chủ ngữ, vị ngữ rồi những cái cụm danh từ mà bổ nghĩa cho cái những cái cụm mà nó bổ nghĩa cho cái danh từ đấy nhá. Người, cái bạn Watanabe Touma, người mà đã về nhất thì đã nói rằng là hanashimashita ne, đã nói rằng là sao ạ? Tadashiku keisan dekite là ureshi desu, đúng không? Phát biểu cảm xúc đúng không? Là gì đây nhỉ? Tôi đã rất là vui đúng không? Khi mà có thể tính một cách chính xác chứ nào? Thì các bạn nhìn thấy nhỉ? Cái cấu trúc ngữ pháp là nani nani dekite ureshi desu là một cách nói rất là hay. Các bạn có thể dùng ví dụ như là tôi rất là vui khi đã có thể đỗ kỳ thi N1 chẳng hạn, đúng không? Cuối tuần này thi là chuẩn bị có kết quả của GPT đúng không? Chúng ta sẽ nói là gì nhỉ? Yatto shiken ni gokaku dekite ureshi desu. Được chưa nào? Nên là chúng ta cũng có thể dùng những cái mẫu này áp dụng rất là nhiều trong cuộc sống hàng ngày nhá. Đây là một cái bài báo mà nó dùng những cái cách hành văn nó rất là gọi là gần gũi với cuộc sống ấy mọi người. Thế nên là các bạn hoàn toàn có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày được nha. Đấy, rồi cái hình ảnh bàn tay người gầy ở soroban thì chúng ta sẽ có cái câu tiếp theo đó là gì ạ? Các bạn nhìn cho cô nhá. Kono ato soroban o tsukatte kimatta jikan de tadashiku keisan suru kyōgi o okonaimashita. Ở bên trên là người ta chơi cái trò tính nhẩm mà người ta không có dùng soroban. Các bạn nhớ không? Trên người ta vừa mới nói đúng không? Thì bây giờ cái đoạn sau là gì nhỉ? Và sau đó thì cả cái câu này rất là dài nhưng mà các bạn nhìn cho cô này, cô sẽ dịch từ dưới đây này. Sau đó thì người ta đã tiến hành okonao là tiến hành là tổ chức đúng không? Tổ chức cái gì sẽ là cái cuộc thi này. Và cái cuộc thi này ra làm sao thì cái cuộc thi này sẽ là từ đây cho đến tận đây mọi người nhá. Tiếp theo thì người ta sẽ tổ chức cái, người ta đã tổ chức tiến hành cái trận đấu cái cuộc thi mà thế nào ạ? Soroban o tsukatte kimatta jikan de tadashiku keisan suru là cái cuộc thi mà người ta sẽ sử dụng cái bảng tính nhẩm này soroban o tsukatte và làm sao để tính được một cách thật là chính xác tadashiku keisan suru ở gì ạ? Kimatta jikan. Các bạn sẽ dịch cái từ kimatta jikan là gì mọi người? Kimaru là được quyết định đúng không? Thế bây giờ các bạn có thể dịch cho cô là cái cụm này sẽ là gì ạ? Sau đó thì người ta đã tổ chức tiến hành cái trận đấu mà sử dụng soroban, sử dụng cái bảng soroban này, bảng tính nhẩm này để tính một cách chính xác trong thời gian gì ạ? Đúng rồi, trong thời gian quy định nhé mọi người nhá. Hai kimatta jikan desu ne. Hai, tiếp tục này. Kaijo de wa soroban o yubi de hajiku oto ga kikoeteimashita. Có một cái từ rất là hay đó, từ hajiku. Rồi, cái từ hajiku rất là hay mọi người ạ. Hay, hajiku này là cái gì? Đúng không? Bạn biết hajiku này là cái gì? Cái bàn tay nhìn này, khi mà nó gảy lên thì nó phát ra cái tiếng gì ấy mọi người nhỉ? Tiếng gì nhỉ? Tiếng gảy đúng không? Đấy thì mình có thể dùng cái từ này đây. Gọi là gảy cái bàn tính này bằng tay thì bây giờ mình sẽ nhìn này. Và ở trong hội trường của cuộc thi kaijo de wa desu ne thì đã có thể nghe thấy kikoeteimashita. Được chưa nào? Đã có thể nghe thấy. Tại sao chúng ta lại dùng là veteimashita mọi người nhỉ? Thứ nhất là về quá khứ nhá. Nó đây là một cái diễn tả một cái trạng thái đã xảy ra trong quá khứ rồi. Còn teimashita là một cái trạng thái nó diễn ra trong một cái thời gian dài. Ví dụ như là một cái trận đấu nó diễn ra trong một thời gian dài đúng không? Thì nó diễn tả cái trạng thái xảy ra trong một khoảng thời gian ở trong quá khứ nhá. Và ở trong hội trường cuộc thi thì đã có thể nghe thấy những cái âm thanh
âm thanh gảy soroban ですね. Âm thanh gảy soroban bằng bằng ngón tay nhá. Yubi de hajiku oto. Ok. Hai. Thế thì các bạn để ý cho cô nhé. Trong khi mà các bạn sử dụng những cái bài báo như thế này để các bạn làm á, mọi người để ý cho cô rất là nhiều những cái chi tiết mà cô nghĩ là các bạn nên xem này. Ví dụ ở trên này nó sẽ có thêm một cái tính năng đó thì kanji no yomikata o kesu desu ne. Thì đây sẽ là những cái tính năng để giúp các bạn có thể học tốt hơn này. Ví dụ các bạn bấm vào đây, hiện tại các bạn đang thấy chữ những cái chữ hiragana, chữ kanji nó đều có cách đọc ở bên trên đúng không? Thế vậy các bạn, nếu như các bạn muốn ôn lại một lần nữa về cách đọc những chữ hán đấy thì các bạn bỏ cái này đi. Xóa những cái cách đọc của những cái chữ hán mà người ta đã bày sẵn cho chúng ta đi. Rồi bây giờ chúng ta luyện đọc. Ok, luyện đọc lại một lần để có nhờ mình ôn lại chữ hán á nhá. Đó thì bây giờ đấy thì các bạn liệu có thể đọc được hết không ạ? Được chưa nào? Thì đấy là một cái cách đầu tiên cô bày cho các bạn để các bạn chúng ta có thể tận dụng tối đa những cái tính năng cái trang báo này nhá. Bỏ đi để đọc. Xong rồi đọc xong một lần thì có thể mở ra xem lại, đúng không ạ? Okayama ken no 19 nichi soroban ya anza no taikai ga arimashita. Từng cái chữ như này. Được chưa nào? Đây là cái thứ nhất. Tiếp theo cái số 2 mà cô muốn các bạn lưu ý một chút đó là các bạn có để ý những cái phần gạch chân người ta đây không? Thì đây đều gần như là những cái phần gạch chân ấy mọi người, cho những cái từ mà người ta muốn các bạn nhớ. Đúng nè, chứ không thể nào mà chúng ta vào đọc một bài mà chúng ta cứ đọc lung tung xong cuối cùng chúng ta chả có xác định gì cả. Thì bây giờ các bạn nhớ này, nhìn cho cô trong một cái bài như này, có bao nhiêu những cái từ gạch chân này chúng ta đặt thành cái mục tiêu cho mình. À, ngày hôm nay đọc xong bài báo này mình phải nhớ được những cái từ này. Các bạn viết ra cho cô nhé, làm một cái tờ note ra. Thế là chúng ta có thêm rất là nhiều những cái cuốn sổ tay từ vựng đúng không? Hôm nay buổi thứ 5 học cùng với cô Thanh. Một soroban anzan taikai chugoku chiho is ne. Bây giờ không sẽ không hiểu cái từ chugoku chiho là một gọi là Nhật Bản, à một Trung Quốc đúng không? Mà ở trong Nhật Bản, trong cái bản đồ địa lý của Nhật Bản ấy, thì sẽ có rất là nhiều vùng, thì trong đó có một cái từ vùng là chugoku chiho is ne, nó đang ở dưới này. Thì chúng ta thêm được cái kiến thức của mình nữa nhá. Mọi người thấy hay không? Từ vựng ngữ pháp bài báo này nó sẽ tương đương với khoảng tầm N3 hoặc là N2 em nhá. Được chưa ạ? Tương đương với khoảng tầm N3, N2. Những cái từ ví dụ như này, ở thai cái ăn ra này nhé. Đây, những cái từ vựng này tầm N3. Được chưa nào? Kyo gi nhé, sư gì, vân vân. Và những cái từ mà không gạch chân đấy mọi người thì thường sẽ là những cái từ vựng và những cái chữ Hán, những cái ngữ pháp của tầm N4, N5. Đấy thì cô chốt lại như vậy để các bạn. Thì cô thấy là kể cả mặc dù đây là một cái phần trang báo mà nó được viết một cách rất là đơn giản so với báo thông thường thì phải tầm N1, nhưng mà những cái báo này các bạn với tầm N3, N2 cũng nghĩ các bạn cũng rất là tốt để các bạn có thể bổ sung thêm vốn từ cho mình nhé. Đều là những cái từ vựng của tầm N3, N2 nhá. Hay những cái chữ Hán như này. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn xem là cái chủ đề ngày hôm nay mình cùng nhau nói, cùng nhau đọc sẽ là cái gì nhé mọi người nhá. Các bạn nhìn thấy gì không ạ? Đây là cái thẻ gì nhỉ? Mọi người ở bên Nhật các bạn có cái thẻ này không? Đúng rồi, chúng ta có thẻ Suica hoặc là một cái thẻ màu này sẽ là màu ghi hả? Màu ghi và hơi đỏ hay cam thì mình không nhớ rõ lắm. Đó là thẻ Passmo, là hai cái loại thẻ mà chúng ta sẽ thường dùng để thanh toán khi đi tàu hoặc là thanh toán mua đồ trong siêu thị, trong combini cũng đều dùng được đúng không? Rồi và ngày hôm nay mình sẽ cùng nhau đọc một cái bài đọc về cái thẻ này nhá. Các bạn nhìn này ạ, bên dưới này. Suica to Passmo namae o touruku suru kaado o 9gatsu kara uru. Ok. Rồi, mọi người có cùng nhau dịch với mình được cái câu đầu tiên luôn không ạ? Câu tiêu đề của chúng ta ngày hôm nay đó là gì đây ạ? Hôm nay sẽ nói về cái thẻ Suica, thẻ Passmo đúng không? Và người ta bảo là gì đấy nhỉ? Namae o touruku suru. Touruku là gì nhỉ mọi người nhỉ? Là đăng ký đúng không nào? Touruku là đăng ký. Thế thì mình sẽ hiểu là gì đấy? Từ tháng 9 là sẽ bán ra cái thẻ mà nó có đăng gì nhỉ? Đăng ký cái gì đấy, cái tên của người dùng nhá, tức là tên trên thẻ là sẽ có tên đấy mọi người nhá. Đấy. Ok. Rồi, mình cùng nhau vào bài nhé mọi người nhá. Đấy, hy vọng là trong thông qua cái chuỗi mà cùng luyện đọc báo với cô Thanh ngày hôm nay và trong hết tháng 9 này thì các bạn sẽ thấy là cái khả năng phân tích câu, đọc hiểu câu và đặc biệt là vốn từ vựng sẽ level up nha mọi người nhá. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào phần đầu tiên cho cô này. Câu đầu tiên nha. Mọi người sẵn sàng chưa? Rồi, đấy. Các bạn nhìn, trước tiên đọc cả câu văn lên cho cô ấy nhá. Ok. Đấy, đọc cả câu văn lên cho cô nhá. Ok. Suica to Passmo wa densha ni noru toki nado ni tsukau IC card desu.
Rồi, nào làm theo như mọi khi nào. Nhìn vào một câu văn, chúng ta đọc hết cả câu văn đấy lên để xác định xem câu văn này là câu đơn hay câu phức. Rồi, sau đó chúng ta xác nhận xem là à, nếu nó là câu đơn, ok, cái câu này mình sẽ thấy câu đơn đúng không? Không có dấu phẩy lằng ngoằng nối giữa ý này ý kia gì cả. Chủ ngữ rất là rõ ràng luôn. Và nani nani des. Mẫu câu căn bản chúng ta đã từng học ở trong N5 rồi đúng không nào? Đó là gì ạ? Cái chủ ngữ này thì là cái gì đó? Được chưa? Thế mình sẽ ra chủ ngữ là gì ạ? Nó đưa ra cái định nghĩa về suy cạ và pasmo. Cái suy cạ, cái pasmo nó là cái này. Thì cả cái này nó sẽ là cụm danh từ. Cụm danh từ đấy đúng không? Và từ đây cho đến đây sẽ là cái bổ sung ý nghĩa, bổ nghĩa cho cái danh từ chính của chúng ta. Thì mình sẽ dừng dịch cái danh từ chính trước này. Là cái thẻ IC, thẻ có gắn chip mọi người, sẽ sử dụng, ok, scout sử dụng gì ạ? Sử dụng vào những lúc như là toki nado ni. Bình thường là toki ni là vào cái lúc gì đó, nhưng mà thêm cái từ nado thì nó sẽ đưa ra một cái ví dụ đúng không? Vào những lúc như là, đúng không? Như là gì nhỉ? Khi mà các bạn gì đấy? Lên tàu điện, được chưa? Đấy, nên là các bạn thấy nhá, nếu như mà chúng ta phân tích thật là kỹ cái gì ạ? Phân tích thật là kỹ cái cấu trúc câu văn và các bạn nắm chắc cái ngữ pháp rồi những cái từ vựng đi kèm, các bạn thấy là dịch câu gần như không bao giờ bị thất thoát bất kỳ một cái ý nào cả nhá. Lại này, nhìn từng chữ một này, thẻ Suica, thẻ Pasmo nó là cái thẻ gắn chip đúng không? Sử dụng những khi như là các bạn lên tàu điện, được chưa nào? Câu đầu tiên dễ ha. Câu số 2 này, namae o kōroku suru kado to shinai kado ga arimasu. Rồi, cái câu này các bạn sẽ dịch từ đâu ra? Chúng ta nhìn được cái vị ngữ của chúng ta là gì nhỉ? Arimasu ne, nani nani ga arimasu. Ok. Và trước đó gì ạ? Có, trước cái ga thì có hai cái danh từ nối với nhau bởi cái trợ từ to desu ne. Thì có hai cái loại thẻ. Loại thẻ đầu tiên đó là gì nhỉ? Namae o kōroku suru kado desu ne. Vốn là nó sẽ có cái thẻ, nó có đăng ký tên. Và có một cái loại thẻ nữa là thẻ không đăng ký tên. Nó lược bớt cái từ thoroku suru desu ne để nó dùng luôn là suru kado và shinai kado desu ne. Ok, thì nó có hai cái loại thẻ. Thẻ đầu tiên là thẻ có đăng ký tên và thẻ không có đăng ký tên. Các bạn ở bên Nhật thì các bạn đã quá quen với cái này rồi đúng không? Khi mà chúng ta làm thẻ Suica ấy, mọi người thì có thể là có những cái thẻ mà sẽ ghi tên của mình, còn có những cái thẻ các bạn không cần phải ghi tên nhá. Hay, tiếp tục này, hai câu đầu rất là dễ nha, nên các bạn thấy là những cái trang báo này cực kỳ là dễ đọc để chúng ta học và bổ sung vốn từ đấy mọi người ạ. Ok, JR Higashi Nihon nado tetsudo no kaisha wa kyonen dochira no kado mo uru no yamemashita. Ok, rồi câu này cũng là câu đơn mọi người ạ, cũng là câu đơn, chủ ngữ là đứng trước và, được chưa? Phân tích thành phần câu sau thì cái vị ngữ của nó sẽ đi với động từ mọi người nhá. Yamemashita. Ok. Và chúng ta đã xác định được cái khung câu rồi, thì bây giờ vấn đề còn lại là chúng ta đi vào những cái cụm thành phần của nó thôi. Mình nhìn từ chủ ngữ ra trước cho cô nhá. JR Higashi Nihon nado tetsudo no kaisha. Các bạn biết cái nado này là gì không mọi người? Comment cho cô xem nào. Cái nado này đố mọi người biết là gì đấy? Là đưa ra cái ví dụ đúng không? Giống cái nado trên này này. Những công ty gì ạ? Công ty về đường sắt. Ví dụ như là công ty gì đấy? JR Higashi Nihon. Ok, thì đấy, từ dưới đây này, công ty về đường sắt ví dụ như là công ty gì đấy nhỉ? JR Higashi Nihon. Thì họ làm sao ạ? Năm ngoái họ đã từ bỏ yamemashita ne. Họ đã từ bỏ cái gì? Là từ bỏ cái việc này này. Dochira no kado mo uru no ne, một cái cụm danh từ của chúng ta. No o yamemashita ne. Từ bỏ cái việc, no nó sẽ là cái danh từ hóa cái cụm câu đấy lên đúng không? Từ bỏ cái việc bán dochira no kado mo là gì nhỉ? Bán cả hai loại thẻ này. Dochira no kado mo là cả hai cái loại thẻ đấy nhá. Thì cái từ dochira này nó đang nhắc lại một lần hai cái thẻ bên trước. Được chưa? Các bạn thấy không? Câu văn các thứ nó rất là mạch lạc và câu cú nó rất là liên kết với nhau đúng không? Hãy tiếp tục này. Kado ni tsukau hanodotai ya IC chip ga tarinaku natta tame desu. Rồi, chúng ta có một ngữ pháp của N3 đó là tame desu ne. N4 chúng ta học tame là gì nhỉ? Để, chỉ mục đích đúng không? Thì chúng ta có N3 chúng ta có tame là gì nhỉ? Vì lý do gì đó nhá, vì lý do. Rồi, trong câu này các bạn có thấy là có từ vựng gì hơi khó không? Ừ, chỉ cho các bạn nhé, đó từ hanodotai.
Nhưng mà nhìn chữ Hán thì có khi đoán ra đấy. Han đô tai là cái chất bán dẫn ấy mọi người. Chất bán dẫn nhá. Và IC chip bự là cái chip điện tử ấy, cái chip mà nó gọi là cái ô chip mà nó vàng vàng ấy mọi người, mà hay có trên thẻ của chúng ta đấy. Đấy thì chỗ này là người ta giải thích ra cái lý do vì sao họ lại không bán những cái thẻ đấy ra nữa. Thì các bạn đọc cho cô cả câu này này. Vì, lý do là bởi vì. Thì vì cái gì sẽ là từ đây cho đến đây, chính là cái lý do đấy. Và bây giờ mình đã xác định được cái khung câu rồi thì mình sẽ dịch ở trước cái từ tham mày trở về trước thôi. Thì mình lại nhìn bên trong cái tham mày đấy, cái chủ ngữ sẽ là từ đâu ạ? Đó là cái này ạ, từ chữ ga trở về trước. Nên là rất là nhanh nếu mà các bạn có thể xác định được chủ ngữ, vị ngữ thông qua dựa vào những cái trợ từ chính ngăn cách giữa chủ ngữ, vị ngữ thường sẽ là wa, ga và mo. Ok. Lý do là bởi vì không có đủ. Không còn có đủ. Có đủ cái gì ạ? Có đủ cái đầu tiên là cái chất bán dẫn, và cái thứ hai là cái IC chip, gọi là cái chip điện tử. Hai cái này được nối với nhau bởi cái từ ya. Thiếu cái chất bán dẫn và cái gì đây nhỉ? Cái chip điện tử mà sử dụng cho gì nhỉ? Cho những cái thẻ đó. Được chưa? Ok chào mọi người. Tiếp tục nha. Namae o kōdoku suru kaado nitsuite JR 東日本などは9月から売ると言いました。Rồi, 言いました là một cái lời người ta phát biểu ra đúng không? Thì đoạn trước này sẽ là cái lời mà họ trích dẫn. Được chưa nào? Và cái bên mà đưa ra cái phát ngôn đấy chính là cái bên đứng trước quá này đúng không nào? Và cái nichi tên ngữ pháp của N3 là đưa ra một cái chủ đề gì đó. Về cái này thì cái công ty này họ đã nói rằng đó, các bạn thấy chưa nhá? Về cái này thì công ty này đã nói rằng, thì đây là cái nội dung người ta nói. Chủ thể nói là từ đây, còn về cái chủ đề chính sẽ là cái này. Thế nào? Thì mình sẽ dịch như thế nào nhỉ mọi người nhỉ? Nào. Về những cái thẻ mà sẽ đăng ký tên á, được chưa nào? Namae o kōdoku suru kaado. Nên các bạn thấy nhá, cái khó nhất ở trong phần dịch câu văn tiếng Nhật chính là việc là chúng ta gì ạ? Cái làm khó chúng ta nhất đó là chính là những cái cụm danh từ ấy. Thì trước khi để chúng ta tìm được những cái cụm danh từ đấy, các bạn cần phải rất là chắc tay cho cô trong cái việc là chúng ta phân tích chủ ngữ ở đâu, vị ngữ ra làm sao nhá. Và từng cụm danh từ đấy nó như thế nào. Thì đây mình xác định về cái này. Về cái gì ạ? Về những cái thẻ mà đăng ký tên á, thì công ty JR Higashinihon họ đã nói rằng toimashita là từ tháng 9 này là sẽ bán nhá. Từ tháng 9 này sẽ bán. Ok chưa? Rồi. IC chip ga atsumatta tame desu. Câu này nghĩa là gì nhỉ? Vì là. Đấy, họ lại đưa ra tiếp cái lý do vì sao là từ tháng 9 này họ sẽ bán. Thì Ngân sẽ nói luôn lý do. Đây cũng là một cái cấu trúc câu văn giống với cái câu bên trên đúng không? Nên mọi người thấy không? Hành văn nó được lặp đi lặp lại liên tục như này là cách để các bạn nhớ ngữ pháp và cách để chúng ta tự nhiên hơn trong tiếng Nhật đấy, đúng không? Lý do là bởi vì là họ đã tập hợp được những cái chip điện tử. Được chưa nào? Hôm nay là buổi livestream số 3 và cô thấy là 3 buổi livestream, 3 bài báo mà chúng ta đã đọc ấy. Bài nào cũng có từ atsumaru luôn. Các bạn nhớ không? Được chưa? Nani nani ga atsumaru. Còn o sẽ là atsumeru desu ne. Cái gì đó nó được tập hợp, được gì nhỉ? Được gọi gì đây? Được gom về đúng không nào? Thì lý do là bởi vì những cái thẻ chip ai, những cái thẻ chip điện tử ấy, nó đã được gì nhỉ? Nó đã được gọi là người ta gom về, hoặc là người ta đã tập hợp, hoặc là người ta đã có được đúng không? Đã có được đầy đủ đấy. Thế nên là người ta mới bán được tiếp cái thẻ đó nhá. Hay, thế thì bây giờ tiếp tục chúng ta cùng nhau nhìn tiếp cho cô bên dưới nhá. Nhìn tiếp cho cô này. Gaikoku kara yoko ni kita hito no tame no suika nitsuite wa desu ne. Lại lặp lại cái nitsuite desu ne, và lần này thêm wa khi mà các bạn muốn nhấn mạnh thêm cái chủ đề này cho cô nhá, giống bên trên. Tiếp này. Haneda kūkō to Narita kūkō dake de utte imashita. Rồi. Thế bây giờ tiếp này. Về cái này thì thế nào đó utte imashita. Chúng ta không nhìn thấy cái chủ ngữ gì của cái utte imashita nhé. Nhưng mà các bạn nhìn cho cô này. Bạn dịch sẽ dịch như nào nhỉ? Cái de này nó sẽ là cái de mà nó thể hiện cái ý nghĩa là bán ở đâu đó. Và bán ở đâu ạ? Bán chỉ ở cái khu vực này thôi. Thêm cái từ dake. Thì bây giờ mình sẽ dịch. Trước cái nichi-te các bạn dịch thành một cái cụm cho cô nhá. Đây này, cả cái câu này sẽ là một cụm này. Gaikoku kara yoko ni kita hito no tame no suika. Các bạn sẽ dịch từ đâu dịch ra nhỉ? Nào, khi mà xác định một cái cụm danh từ này, các bạn sẽ dịch từ đâu dịch ra cho cô ạ? Dịch từ đâu? Mọi người dịch từ đâu? Ok. Về cái thẻ suika mà dành cho tame, chỗ này chúng ta sẽ dịch là dành cho.
Mọi người biết cái từ tha mé nó sẽ có 3 nghĩa nhá mọi người nhá. Một cái nghĩa mà có thể là các bạn rất là ít khi để ý trong cái trường hợp này. Bình thường chúng ta học N4 là vì một cái mục đích gì đó đúng không? Để một cái mục đích gì đó. Tức là tôi học tiếng Nhật để đi Nhật chẳng hạn. Và cái ý nghĩa số 2 mà chúng ta gặp ở hai cái bên trên vừa nãy là đưa ra lý do là vì, chỉ ra một cái nguyên nhân của một cái sự việc gì đó, đúng không? Còn một cái số 3 nó rất là hay đi với cái dạng là danh từ chỉ người cộng với no tame nhé, đó là dành cho, phục vụ cho cái đối tượng nào đó. Được chưa nào? Đi đây. Cái thẻ Suica, cái mà để dành cho, phục vụ cho cái đối tượng là. Đấy nên là khi mà các bạn hiểu cái sắc thái nghĩa số 3 của tame là một cái nghĩa mà các bạn rất là ít khi để ý ấy. Mà có thể là cũng rất ít khi có sách người ta nói về cái này nhá. Nhưng mà trong chương trình học của Dũng Moody có nha. Thì các bạn sẽ dịch cái câu này nó sẽ rất là xuôi nhá. Những cái thẻ Suica, cái mà phục vụ cho những người gì ạ? Đến để diễn tả cái mục đích đúng không? Nani nani ni cứ được nhé, là đến để du lịch từ nước ngoài. Trời ơi, không lọt một chữ nào nếu mà các bạn chắc về phần ngữ pháp nhá. Về những cái thẻ Suica, cái mà để phục vụ cho những người đến để du lịch từ nước ngoài, không sai một từ, không thiếu một từ luôn. Chưa cần các bạn dịch hay, nhưng mà các bạn chỉ cần phân tích đúng như này, các bạn vừa thể hiện là mình chắc ngữ pháp từ vựng, mà các bạn lại còn thấy là câu nó rất là rõ ràng, mạch lạc và ý nhá. Thì nó đã te imashita là diễn tả một cái trạng thái kéo dài trong quá khứ đúng không? Nó đã chỉ có bán ở gì ạ? Tức là người ta chỉ có bán ở gì đấy? Ở hai cái địa điểm của chúng ta là ở sân bay Haneda và sân bay Narita. Ok chưa? Rồi và tiếp tục. 9月からは東京駅や渋谷駅などでも売りますね。Và từ tháng 9 này trở đi là họ sẽ bán cả ở ya nado ですね. Đưa ra những cái ví dụ bán cả ở demo ですね. Cả đây. Cả ở những nơi như là ga Tokyo hay là ga Shibuya. Được chưa? Những cái ga rất là nổi tiếng ở Tokyo đúng không? Và câu cuối cùng này. 名前を登録しないカードについては IC チップが足りなくなる心配があるためまだ売らないと言っていました。言っていますね。Cả bài này có đúng câu này là cái câu phúc đấy mọi người. Nhá, nhìn này. Mà cũng không phải là câu phúc đâu. Phải không nhỉ? Vì đúng không? Nói này. Thế bây giờ lại tiếp này. Thế là tiếp tục. Nichite wa, đây là một cái nichite wa. Đây là cái nichite wa số 2 này. Thế còn về những cái thẻ mà nó không đăng ký tên. Namae o toroku shinai kado desu ne. Về những cái thẻ mà không đăng ký tên thì họ nói rằng là các bạn vẫn có thể bám theo dấu phẩy, nhưng mà các bạn nhìn thấy đuôi câu cho cô này. Itte imasu là nói, phát biểu, là cái câu mà đuôi câu giống như kiểu so, tức là chúng ta đưa ra một cái thông tin người ta trích dẫn trước đó thì cả cái chỗ này sẽ là cái thông tin về người ta trích dẫn đấy. Thế còn về cái thẻ đăng ký tên thì người ta nói rằng là vì lý do gì ạ? Vì lý do là trong cái cụm này các bạn sẽ phân tích lần lượt nhá. Các bạn thấy có hai lần chữ ga xuất hiện. Thế thì mình sẽ phải dịch chữ ga nào trước nhỉ? Các bạn nhìn nhá. IC chip ga tarinaku naru. Đây là một lần. Nó sẽ bổ sung ý nghĩa cho từ shinpai. Được chưa? Và cái lớn hơn, cái chủ ngữ lớn hơn trong trường hợp này là shinpai ga aru desu ne. Vì người ta có cái lo lắng rằng là. Thì lo lắng gì sẽ là cái cụm đằng trước đấy. Lo lắng rằng là gì nhỉ? Là những cái thẻ chip nó sẽ lại bị không đủ, đúng không? Lại bị hết đấy. Thế nên là gì đấy nhỉ? Người ta vẫn sẽ chưa bán những cái thẻ mà nó sẽ không đăng ký tên nhá. Đấy. Thì đó là cả bài ngày hôm nay đấy mọi người ơi. Rồi. Mọi người thấy sao ạ? Rồi. Học như này có hay không ạ? Mọi người thấy lên được rất là nhiều vốn từ luôn nhá. Rất rất nhiều vốn từ. Các bạn cùng nhau nhìn cho cô này. Nào. Sẽ có những cái gì ạ? Nào, shinpai ga arimasu, cách nó rất là hay. Có cái lo lắng, cái chuyện gì đó nhá. Tarinai desu ne, tarinaku naru desu ne, thiếu hết, đúng không nào? Rồi, namae o toroku là cái gì? IC chip là cái gì? Các bạn comment vào cho cô nào. Rồi, rất là hay này. Đây, nichite là cái gì nhỉ? Ngữ pháp của N3 nào? Rồi, hay là gì đấy? Atsumaru, ngày hôm nay nhớ nhá. Nani nani ga atsumaru. Ok. Rồi, từ khó nhất, có lẽ là từ khó nhất trong bài ngày hôm nay là gì nhỉ? Hanđotai là cái chất bán dẫn nhá, cái chất bán dẫn. Hay hay là tetsudo là về đường sắt, tetsudo no kaisha là công ty về đường sắt đúng không nào? Đấy, rồi tiếp tục.
chúng ta có chả cái gì nữa. Câu nào cũng dễ luôn mọi người. Đó, nên là thêm được rất là nhiều bốn từ nhá. Hay, và ngày hôm nay hãy cùng hóng hớt với cô một mẩu tin ở bên Nhật Bản, một cái tin rất là hot trong thời gian gần đây. Thì cô sẽ share với mọi người một cái này nha, một cái bài báo rất là thú vị. Và hôm nay nó sẽ không phải là cái trang báo NHK Easy mà chúng ta vẫn hay đọc nữa, mà là một cái trang báo nó khó hơn một chút. Thế nhưng cũng của NHK thì phải, nhưng mà nó sẽ khó hơn một chút nhá. Đấy, thì tuy nhiên thì về phần từ vựng và về phần những cái phần ngữ pháp mà các bạn có thể đọc thì các bạn vẫn có thể là ở tầm N3 cũng có thể đọc được rồi nhá. Tuy nhiên thì nếu mà đọc ở trên này thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ hơi khó nhìn một chút. Thế nên là ngày hôm nay cô đã chuyển nó sang một cái nội dung bài báo này, chuyển sang cái trang này để các bạn cùng nhau đọc cho nó dễ đọc nhá. Ok, các bạn đã sẵn sàng cùng nhau cùng với cô đọc chưa? Vì là một cái bài báo khó hơn bình thường, thế nên cô sẽ cho hết cả phần furikana lên cho các bạn, nhớ chưa? Ok, nào với các bạn cùng nhau nhìn cho cô nhá. Đây, cái tiêu đề của bài báo ngày hôm nay là gì nhỉ? Betsu ni hōkoku fuyō dewa Shinoda Mariko ippan dansei to no kōsai sengen ni samazama na koe Mari-chan ga shiawase nara sore ga ichiban. Ờ, cái tiêu đề của này nó sẽ là như vậy nhá. Ờ, cái câu này sẽ là Betsu ni hōkoku fuyō dewa. Nếu bạn là như kiểu, nếu bạn nái để sổ cả, chẳng phải là hay sao? Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Đó, chẳng phải là không cần thiết phải đi thông báo hay sao, đúng không? Cái từ hô có cỡ là mình thông báo, mình nói cho người khác một cái thông tin gì đó nhá. Thì tiếp tục này, Shinoda Mariko, cái cô diễn viên, cô thần tượng là Shinoda Mariko thì làm sao ạ? Ippan danse tonoko sai sengen ni, với cái lời thông báo hoặc là cái lời tuyên bố, đúng không? Sengen là cái lời thông báo tuyên bố về việc hẹn hò, cô sai là hẹn hò. Với ai? Với một cái người đàn ông bình thường. Ippan danse. Các bạn nhìn được không ạ? Mọi người nhìn không? Thế thì bây giờ chúng ta thấy cái câu sau là gì nhỉ? Samazama na koe, có rất là nhiều những cái. Rồi các bạn biết cái từ koe trong trường hợp này sẽ dịch là gì ạ? Chúng ta không dịch là giọng nói nha mọi người nhá. Ờ, chúng ta sẽ dịch là ý kiến. Có rất là nhiều những cái ý kiến với cái lời thông báo mà đang hẹn hò với một anh chàng, một người đàn ông bình thường của người thần tượng tên là Shinoda Mariko. Và trong này người ta đưa ra những cái trích dẫn là gì nhỉ? Ví dụ một cái lời thông báo đấy là gì đấy? Một là betsu ni hōkoku fuyō dewa, một là đâu cần phải thông báo gì đâu, đúng không? Hay một cái ý kiến khác là gì nhỉ? Một cái ý kiến khác mang tính chất tích cực hơn sẽ là gì đấy? Mari-chan ga shiawase nara desu ne. Nếu Mari mà hạnh phúc thì sore ga ichiban desu ne. Đấy là ok rồi, đúng không nè? Đấy là tốt nhất rồi. Đó, thì đấy là cái tiêu đề để người ta thu hút chúng ta vào cùng nhau đọc. Thì bây giờ mình sẽ cùng nhau đọc trong phần trong nhá. Hai, Moto AKB48 de タレントの篠田麻里子38が3日インスタグラムを更新。何ちゃむだい、đúng không? Nào, một cái từ vựng của N2 nào, 更新 là gì cả lớp? インスタグラムを更新, đăng tải lên cái trang Instagram ですね. Và cái chủ ngữ của chúng ta sẽ từ cả trở về trước. Ok, khó không? Ừ, nào. Thần tượng gì đấy nhỉ? Thần tượng Shinoda Mariko vốn là thành viên cũ ở trong nhóm AKB48 thì vào ngày mùng 3 đã đăng tải lên Instagram. Ok chưa? Rồi, ok. Đấy, tiếp nào. Ippan dansei to kōsai shiteiru koto wo happyou shita. Nó nối vào đằng sau này. Cô ấy đã gì nhỉ? Đã công bố cái việc rằng là... Công bố việc rằng là gì ạ? Là cô ấy đang... Công bố cái việc gì sẽ là cô tổ trở về trước, đúng không? Ippan dansei to kōsai shiteiru. Được chưa nào? Đang hẹn hò nhá. Kōsai shiteiru, chúng ta gặp lại một lần nữa. Cô nhớ cái từ kōsai này đã từng gặp ở trong đề JLPT của N2 năm nào đấy rồi đấy mọi người ạ. Nhá. Đang gì ạ? Đang hẹn hò với một người đàn ông bình thường. Ippan dansei. Tại sao người ta lại đưa ra cái từ Ippan dansei nhỉ mọi người nhỉ? Là bởi vì cô này đang hoạt động trong giới thần tượng, giới nổi tiếng, giới giải trí, đúng không? Một cái người mà nằm ngoài giới giải trí thì chúng ta sẽ đưa một cái định nghĩa là Ippan dansei. Được chưa nào? Các hiểu vấn đề chưa? Tiếp tục này. Shinoda wa genzai watashi ni wa otsukiai shiteiru dansei no kata ga imasu. 一般の方なので詳細は差し控えますが私や娘のことを大事にしてくれるとても尊敬できる方ですと男性の人柄を紹介
Rồi, cả một câu là thế tận đây đúng không mọi người? Đến tận đây đúng không? Rồi, đây đúng không? Thì chủ ngữ sẽ là Shinoda wa nani nani o shoukai desu ne. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy thì các bạn. Nên là tại sao cô có thể xác định rất là nhanh chủ ngữ, vị ngữ như vậy thì bởi vì cô đọc nhiều ấy mọi người. Nhớ, các bạn học ở trong những cái lớp mà N1, N2 hẳn, các lớp đọc hiểu của cô á, các bạn cứ hỏi, cô ơi, cô làm sao để em có thể đọc nhanh, xác định câu nhanh như cô? Thì bởi vì cô đọc nhiều ấy, nên là các bạn cũng đọc nhiều. Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó đúng không? Thế nên là ngày xưa cô cũng đọc, cũng bắt đầu giống như các bạn. Nhưng mà cô đọc nhiều, qua thời gian mình đọc nhiều quá rồi thì mình sẽ thấy quen thuộc đúng không nào? Thế các bạn nhìn cho cô nhá. Shinoda thì đã giới thiệu về cái tính cách nhá. Shitogara cũng là một từ vựng cô đã nhớ, đã gặp ở trong N2 rồi, có nha. Giới thiệu về tính cách của cái người đàn ông đấy, giới thiệu như thế nào sẽ là rằng thì là mà là tố đây. Được chưa nào? Giới thiệu về tính cách người đàn ông ấy, giới thiệu làm sao đây? Các bạn nhìn nhá. Giới thiệu rằng là đây, cả cái chỗ này cho đến cái trước cái dấu ngoặc kép này thì sẽ là cái lời người ta giới thiệu đấy nhá. Thì bây giờ chúng ta dịch ở bên trong nhá. Genzai watashi ni wa desu ne. Bây giờ thì tôi đang có, đúng không? Cái cấu trúc của chúng ta là ni wa nani nani ga imasu ne. Tôi thì đang có thế nào đó ạ. Đây, cô đang dịch theo đúng như kiểu là gì à mọi người? Đang theo đúng kiểu như là word by word nhá. Hiện tại thì tôi đang có một người đàn ông mà tôi đang hẹn hò. Ừ, otsukiai shite iru desu ne. Otsukiai suru này là gì à mọi người? Tại sao có thêm chữ o và chữ shimasu đằng sau nhỉ? Bình thường skill là mình hẹn hò rồi đấy. Thì sẽ là gì đấy? Thể gì mọi người? Đúng rồi, là khiêm nhường ngữ ạ. Ok, thì đấy là cô dịch theo kiểu word by word. Còn nếu mà chúng ta dịch theo kiểu thoát ý hơn thì là bây giờ tôi đang hẹn hò với một người đàn ông. Được chưa? Các bạn có thể nói như vậy cho nó dễ hiểu. Ok. 一般の方なので. Ok. Vì là một người bình thường. Người bình thường như anh. Chẳng vội đi nhanh. Ngày ba bữa cơm canh. Đúng không nào? 一般の方なので. Thế nên là 詳細は差し控えますが. Nên là về chi tiết thì tôi xin phép là tránh nói, đúng không? Tôi xin hạn chế nói. Sashikai được là mình hạn chế nói ra, mình tránh nói ra, đúng không? Không đi sâu vào chi tiết được, đúng không? Vì là một cái người bình thường, thế nên là về chi tiết tôi không nói ra được. Thế nhưng mà làm sao đấy? Cả cái câu sau các bạn biết cái chủ ngữ, cái vị ngữ nó là gì không mọi người? Từ cái chỗ này đến tận đây nó là cái bổ sung ý nghĩa cho cái từ kata mọi người nhé. Được chưa? 私は娘のことを大事にしてくれる. Chấm một cái là vế đầu tiên này. とても尊敬できる. Vế thứ hai này. Và nó bổ sung ý nghĩa cho từ kata này. Là một cái người mà, ý thứ nhất này, rất là してくれる. Rất là gì ạ? Rất là trân trọng. 大事にする. Trân trọng tôi và con gái của tôi. Và là một cái người mà rất là đáng kính. 尊敬できる. Ok chưa? Rồi, các bạn có từ mới nào các bạn thấy hay không ạ? Tiếp tục nha. 男性とは2023年に知り合い、誠実に私たちに向き合ってくれる姿勢に惹かれてですね、最近交際が始まったという。 Vẫn là một cái câu đưa ra trích dẫn tiếp đúng không? Tối ưu ですね. Và nghe nói rằng là thì bắt đầu thấy ra từng vế một nhá. Chúng ta tách theo từng cái dấu phẩy một nhá. Nghe nói rằng là thì họ đã quen biết, đúng không? CDI nhé. Cô này đã quen biết cái người đàn ông này vào năm 2023, đúng không? Và gì ạ? Và gần đây thì họ mới bắt đầu gọi là gì nhỉ? Hẹn hò với nhau. Và với cái lý do mà người ta đưa trong ngoặc kép đó là gì nhỉ? 誠実に私たちに向き合って てくれる姿勢に惹かれるですね。惹かれてですね。 Là cô ấy bị cuốn hút bởi cái dáng vẻ. Cái dáng vẻ đúng không? Shisei là cái dáng vẻ, cái tư thế. Ừ, cái từ hikareru là bị cuốn hút bởi cái gì đó. Bị cuốn hút bởi cái dáng vẻ là gì nhỉ? Cái người đàn ông ấy rất là gì nhỉ? Chân thành đúng không? Seijitsuni, chân thành đối xử với chúng tôi nhá. Mukiyau là mình đối xử, mình hướng đến cái người nào đó nhá. Hay. Thế thì đấy là cái đoạn trên, đi tiếp nha. Suzukete. Ima no watashi. À, thiếu chữ wa desu ne. Ima no watashi wa kodomo no koto, shigoto no koto o taisetsu ni kokoro odayaka ni sugoshite imasu. Gongo mo nani ka areba jibun kara otsutai shitai to omotte iru node, atatakaku mimamotte itadakeru to ureshii desu to yobikaketa. Rồi, và cô ấy tiếp tục nói rằng là, đúng không? Ừ, yobikakeru là bình thường là kêu gọi đúng không? Thì bây giờ trong cái bài đăng của cô ấy trên Instagram thì cô ấy đã nói với mọi người rằng là thế nào đó ạ? Rồi đây, chúng ta dịch bên trong này.
bây giờ, tôi bây giờ, 今の私ですね. Tôi bây giờ thì đang sống, đúng không? 過ごしていますね. Sống một cách rất là yên bình, kokoro odayaka. Ờ, một cách yên bình và trân trọng, đúng không nào? Thai setsu ni, trân trọng cái gì ạ? Trân trọng con tôi và trân trọng cái công việc của tôi. Nhá. Và sắp tới thì, đúng không? Nếu như mà có cái gì, đúng không? Có cái gì xảy ra, có cái gì tiếp theo, đúng không? Nani ka arebasu ne, thì tôi sẽ, to omotte iru node, tôi sẽ gì ạ? Jibun kara otsutai shitai desu ne, tôi sẽ lại tự mình thông báo với mọi người. Các bạn thấy cái câu này dùng rất là nhiều thể gì ạ mọi người? Khiêm nhường ngữ, bởi vì là cái văn cảnh này là đang, mình đang nói để hướng đến mọi người mà, đúng không? Thế nên là chúng ta có một cái mẫu rất hay à. Vete itadakereto ureshi desu, đúng không? Nếu mà mọi người thế nào đó thì tôi rất là vui, đúng không? Thì mình sẽ dịch là tôi rất là vui nếu như mà mọi người có thể gì nhỉ? Gọi là gì nhỉ? Mimamoru desu ne, gọi là bảo vệ tôi một cách thật là gì nhỉ? Ấm áp, thì mình đấy là mình dịch theo kiểu như là goodbye word, đúng không? Thì mình sẽ mình hoặc là mình có thể dịch thoát nghĩa hơn là gì nhỉ? Tôi sẽ rất là vui nếu mà mọi người gì nhỉ? Mọi người dõi theo tôi một cách thật là ấm áp, gọi là ưu ái tôi một cách ấm áp, ưu ái tôi, đúng không nào? Đó, có thể hiểu như vậy. Nhưng mà mình hiểu là mimamoru là mình dõi theo tôi một cách thật là gì nhỉ? Chân thành nhá, chân thành ấm áp. Tiếp tục này. Shinoda no kousai sengen ni netto jou dewa desu ne. Mari-chan ga shiawase nara sore ga ichiban. Suteki na dansei to meguri aete yokatta ne という声や. Nó ngáp một lần đây, đúng không? Kekkon dekinakute. Kekkon demo naku otsukiai nara betsu ni hōkoku fuyou dewa. Mot ne. Jibun no koto iitai nda na という否定的な声も上がっているですね. Các bạn thấy cho cô nhá, cái mẫu cấu trúc ngữ vào câu này sẽ là ở trên mạng, được chưa nào, thì có những cái ý kiến là, có những cái ý kiến là thế nào đó, thì cái từ là koe ga agaru là có những cái ý kiến thế nào đó. Thế bây giờ ở trên mạng với cái lời thông báo hẹn hò của Shinoda thì có những cái ý kiến là, ý kiến là, cái ý kiến đầu tiên là gì nhỉ? Cái kiểu ý kiến đầu tiên sẽ là gì nhỉ? Nếu mà Mari mà hạnh phúc thì là tuyệt nhất rồi. Hay là gì nhỉ? Suteki na danse to meguri aete yokatta ne. Thật là tốt khi mà Shinoda, Mari chẳng có thể gặp gỡ được. Cái từ meguri ao là mình gặp gỡ một cách ngẫu nhiên, tình cờ ấy. Một cái người đàn ông tuyệt vời, đúng không? Thì thật là tốt. Đấy. Thế thì ngược lại với cái ý kiến tích cực thì cũng có những cái ý kiến mang tính chất tiêu cực, phủ định. Suteki na koe desu ne. Là kekkon demo naku otsukiai nara betsu ni hōkoku fuyou de wa. Ok, cũng chẳng phải là kết hôn gì, đúng không? Nếu như mà chỉ là hẹn hò thôi thì đâu cần phải, có cần phải thông báo vậy không? Ok, betsu ni hōkoku fuyou de wa chính là cái câu trích dẫn người ta đưa lên phần tiêu đề của bài báo, đúng không? Hay là gì nhỉ, một cái ý kiến mà cũng kiểu tiêu cực một chút là gì nhỉ? Jibun no koto iitai nda na. Ôi giời ơi, cái cô này thật là muốn nói những cái chuyện của bản thân nhì, đúng không? Muốn đưa chuyện về mình nhì. Đó, đúng không nào? Đấy, rồi. Tiếp tục này. Một chút nữa thôi nha. Nhìn nốt cho cô nha. Shinoda wa 2019 nen 2月 ni 3 sai toshishita no ippan dansei to kekkon shi, yoku nen no 4月 onna no ko wo shussan shita koto wo hatbyou. Bây giờ kể lại một chút về tiểu sử cô này nhá. Cô Shinoda này thì vào tháng 2 năm 2019 thì đã công bố, đúng không? Đã từng công bố về cái việc rằng là thứ nhất, đó là gì ạ? Từ đây trở đây là cái vế đầu tiên này. Đã kết hôn với một cái người đàn ông bình thường mà kém cô ấy 3 tuổi. Sansai toshishita. Các bạn biết cách nói là kém 3 tuổi rồi đúng không? Sansai toshishita no hito desu ne. Và tháng 4 của năm sau đó, yokunen từ vựng của N3 nào, thì cô ấy đã nào sản xuất xuất sinh ok, cô ấy đã sinh ra một em bé gái, đúng không? Và 2019 nên như vậy nhé, vào năm 2021 thì best mother nhé, mọi người biết từ best mother là gì không mọi người? Tiếng Anh đấy, best mother ấy mọi người, best mother. Show e jusho shita, cô ấy đã đạt được cái giải thưởng là người mẹ tốt nhất vào năm 2021, đúng không? Và sau đó sono ato 2023 nen 3月 ni rikon wo hatbyou. Đấy. Vừa mới đạt giải là người mẹ tốt nhất của năm thì đến tháng 3 của năm 2023 thì lại công bố là mình ly hôn. Ok, cái anh chàng mà cái người chồng mà kém 3 tuổi đấy. Và câu cuối cùng này. Oku no
方々にご迷惑、ご心配をおかけしてしまいましたが、どうぞ温かく見守っていただけますと幸いですとコメントしていたですね。và gì nhỉ? Cô ấy gì nhỉ? Comment していた, cô ấy đã đưa ra cái lời bình rằng là gì nhỉ? Tôi rất là xin lỗi khi mà làm sao ấy nhỉ? Đã gọi là gây phiền toái và lo lắng đến nhiều người. Thế nhưng mà tôi sẽ rất là vui và hạnh phúc đúng không nào? Nếu như mà được mọi người gì nhỉ? Chân thành dõi theo đúng không? Chân thành Mimamoru là kiểu dõi theo bảo vệ ấy. Ừ, bảo vệ tôi một cách thật là thật là chân thành đúng không nào? Ok. Thì đó là toàn bộ bài ngày hôm nay. Theo dòng thời sự thì cô lượm lặt một cái bài báo ở trên cái trang yahoo.co.jp. Chính vì vậy mà cái văn phong báo ngày hôm nay sẽ hơi khó một chút. Và các bạn ơi, trong này sẽ có rất là nhiều những cái từ vựng nhá. Từ vựng hay, tầm từ N3 trở lên. Ngày hôm nay sẽ hơi khó một tí nhá. Có cả từ vựng của N1 luôn mọi người ạ. Có từ vựng của N1, thế nên là cô rất là hy vọng ngày hôm nay thì sẽ các bạn sẽ cùng nhau theo dõi để chúng ta lượm lặt thật là nhiều những cái từ vựng nhân những cái ngày bão lũ như này. Gọi là nhân những ngày bão lũ là hơi kỳ quặc một chút đúng không? Gọi là vào những ngày bão lũ như này. Các bạn ở Hà Nội có vấn đề gì không ạ? Thực ra mấy hôm nay là dân Hà Nội chúng mình là cũng đang lo là sợ ngập lụt vào đến nhà lắm rồi ấy, mọi người. Còn ở đằng trên Yên Bái, trên Tuyên Quang thì bị ngập lụt quá là nhiều rồi mọi người ạ. Nhá. Hay thì hy vọng rằng là các bạn ở mọi nơi thì sẽ cố gắng là vượt qua cơn bão lần này nhá. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Cô lưu ý là hôm nay là một cái bài báo nó hơi khó một chút và đặc biệt phù hợp với các bạn N4, N3, N2, N1 nhưng N5 thì hơi khó nha. Và từ vựng có rất là nhiều những cái từ vựng hay mà cô nghĩ là kể cả các bạn N2, N1 cũng rất là nên cân nhắc để xem trong này. Một cái bài báo rất là nhiều từ vựng hay nhá. Thì mình sẽ nhìn thấy tiêu đề này. Betonamu nhé. Taifu 11 go. Go là nói về cái số đếm đúng không mọi người? Cơn bão số 11 đấy mọi người. Cái cơn bão này của chúng ta vừa gọi là cơn bão số 11 đúng không? Ở Kanren no Shisha. Shisha là số người chết. À là người chết đấy nhá mọi người nhá. Là 35 người và trong đó có 24 người chúng ta có từ Hume. Là bất minh, là không rõ đúng không? Mình có một cái từ là Yukue Hume. Chúng ta các bạn sẽ gặp ở trong bài này. Yukue Hume là chỉ là gì nhỉ? Những người mà đang mất tích nhá. Hay và ichibu de ne, ở một bộ phận thì gì ạ? Teiden tsuzuku ne, teiden là mất điện ấy. Đó thì với một cái tiêu đề người ta sẽ dùng những cái cách nói viết với những cái chữ Hán mà nó ngắn gọn như này thôi nhá. Hay thì đây là một cái hình ảnh của một cái gọi là một cái cơ sở ở gọi là đằng nào ấy mọi người nhỉ? Chỗ Hải Phòng đó mọi người, ở Hải Phòng. Các bạn ở đây có ai ở Hải Phòng nhận ra không ạ? Nhận ra không? Hay thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào câu đầu tiên nhé mọi người nhé. Các bạn đọc cùng cô nhá. Đây nó sẽ bắt đầu từ đây mọi người nhá. Rồi. Betonam tokyoku ni yoru to. Ok. Tokyoku. Hay. Các bạn có nhận ra những cái chữ Hán này không ạ? Tokyoku là những cái cơ quan chức năng, những cái chính quyền địa phương đúng không? Của Việt Nam ấy thì ni yoru to ne. Nào, phía đông bắc của Việt Nam chúng ta sẽ đọc là gì ạ? Đông bắc sẽ là so. Hokutobu desu ne. Hokutobu ni. Ngày mùng 7 nào. Nanoka joriku shita. Đây một cái từ vựng của N3 à N2 này. Joriku desu ne. Joriku là đổ bộ vào đất liền đấy mọi người. Và taifu một từ vựng của N3 nhá. Shita taifu 11 go ni tomonau, ngữ pháp của N2. Ni tomonau. Rồi tiếp này. Chữ Hán của N2 nhá. Jisuberi. Ok. Cô ghi trên này nhé mọi người nhé. Jisuberi nhé. Ok, jisuberi là cái gì mọi người biết không? Nhìn chữ Hán nào mọi người có đoán được cái từ jisuberi là gì không? Là sạt lở đất đấy mọi người nhé. Sạt lở đất. Và chúng ta có một từ nữa, từ cũng là từ vựng của N2 này. Các bạn đọc một từ này không? Kozui. Ok. Kozui. Biến âm một chút ở chữ sui nhá. Ở trên nào? Kozui de. Lọc bài này là hơi bị đau mắt đúng không nào? Nhưng mà học được rất là nhiều từ vựng hay mọi người ạ. Ok. Và cô nhớ ngày xưa cái từ này là cô cũng học ở trong khi mà học N2 đấy. Được chưa nào? Tiếp tục này. Ok. Koko no kamade ni 35 nin ga shibo, 24 nin ga yukue fume to natte iru. Cái từ yukue fume cũng là một cái từ nằm trong chương trình N2 là mất tích mọi người nhá. Mất tích. Yukue fume. Viết từ đâu bây giờ? Thôi, cái từ này các bạn bấm cho cô ra là các bạn sẽ ra được cái chữ viết nhá. Bởi vì là trên này cái cô lấy theo cái màn hình bài báo nó cũng hơi hạn chế một chút đúng không? Yukue fume to natte iru.
Rồi, câu đầu tiên là như vậy. Nào, thì bây giờ các bạn sẽ nhìn cái cấu trúc câu văn nhá. Ni yo de to là theo như, cũng sẽ xóa bỏ bớt để cho các bạn dễ nhìn nhá. Ni yo de to là theo như. Theo như gì ạ? Cấu trúc rất là quen thuộc, đúng không nào? Theo như chính quyền gọi là ở Việt Nam, đúng không nào? Theo như chính quyền ở Việt Nam thì cái thông tin đó là gì ạ? Người ta đưa ra một cái thông tin như sau. Đó là gì đây? Cái date này sẽ là lý do nhá mọi người nhá. Vì cái lý do là gì đây nhỉ? Vì cái lý do là gì? Là cái này và cái này. Thế nên là dẫn đến một cái kết quả là cái này ga shibo và cái này ga yukue hume to natte iru. Ok chưa? Thế thì mình nhìn ra được cái khung câu văn chưa? Ok, thế bây giờ việc còn lại sau khi các bạn nhìn được khung câu văn, các bạn bắt đầu đi vào từng cái gì ạ? Từng cái bộ phận nhỏ bên trong nó. Thì các bạn nhìn cho cô nhé. Bộ phận nhỏ đầu tiên này. Đây, cả đây đây. Ok. Thì cái hiện tượng gì ạ? Hiện tượng lở đất và hiện tượng lũ lụt, cái mà được gọi là nó xảy ra kèm theo với cái nguyên nhân. Cái từ nitomonao là diễn tả một cái sự việc nó xảy ra cùng với, đi kèm với. Với cái nguyên nhân là do cái cơn bão số 11, cái mà đã. Các bạn thấy chưa? Cái cụm chủ ngữ danh từ, cái cụm danh từ của chúng ta nó dài, nhưng mà chúng ta cứ xác định chủ danh từ chính rồi các bạn đi ngược lại là ra, đúng không? Đi kèm theo cái cơn bão 11, cái mà nó đã đổ bộ vào khu vực miền Đông Bắc của Việt Nam vào ngày mùng 7. Thì vì cái lý do đó mà bây giờ đã gì ạ? Cho đến ngày mùng 9 thì đã có 35 người mất. Và gì ạ? Và có 24 người thì bị mất tích. Quá là đau lòng đúng không mọi người? Thực ra đọc cái tin này bây giờ mình học nhưng mình không thể cười được đúng không nào? Rất rất là đồng cảm với những người đang ở trong vùng mà chịu thiệt hại của cơn bão này. Mọi người cố gắng lên nhá. Hay, có bạn nào mà đang chưa liên lạc được với gia đình ở nhà không ạ? Rồi, khi đau buồn thì cũng vẫn phải học đúng không nào? Cố gắng lên mọi người. Hay, tiếp tục này. Jiwichigo và ne. Người ta gọi tắt cái cơn bão này là cơn bão số 11 luôn đấy mọi người. Thì bây giờ bên Nhật thì họ sẽ gọi cái ký hiệu cơn bão đấy là số 11 nhá. Bên Việt Nam mình thì là cơn bão số 3 đúng không? Rồi thì làm sao nhỉ? Yuka ni, chúng ta một từ vựng này, từ vựng của N2 nhá. Đấy, các bạn đọc được không ạ? Áp thấp nhiệt đới, các bạn đọc cho cô nào. Nettai teiki atsu desne. Cô biết trên này nha các bạn nhá. Cô biết, cô Thành biết chữ rất là xấu, nổi tiếng chữ xấu. Nettai te desne. Áp thấp này, atsu desne. Ok. Nettai teiki atsu ni seiryoku. Chữ này đọc là seiryoku. Là cái gì ạ? Cái gọi là cái áp suất à? Gọi là gì ta nhỉ? Nó đã giảm đi cái gọi là gọi là dùng cái từ gì nhỉ? Tí nữa vào câu cô sẽ dịch cho mọi người nhé. Tự nhiên ta không nảy ra cái từ này. Tiếp này. Seiryoku o yowameta ga desne nishi ni susumi nagara kōhan na higai o motarashite iru. Các bạn nào mà nghe bản tin nhiều ở của người Nhật ấy, các bạn sẽ thấy gặp rất là nhiều cái từ higai o motarasu. Biết đâu năm nay đi thi vào JLPT lại gặp đúng cái từ này đúng không? Nhớ này, mang lại hay là kéo theo những cái thiệt hại thế nào đó. Được chưa nào? Đấy. Rồi, thì cái cụm này mình sẽ dịch là cái cơn bão số 11 này thì mặc dù nó đã thế nào đó, nó đã giảm cái gọi là nó đã nó gọi là nó đã suy yếu nhá. Được chưa nào? Cái cụm này seiryoku yowameta desne là đã suy yếu thành. Rồi. Đúng cái kiểu gọi là văn phong gọi là gì nhỉ? Dựa hơi tiết đúng không? Suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào ngày mùng 8. Thế nhưng mà cái cấu trúc câu văn sẽ là ngắt ở giữa đúng không? Thế nhưng mà thế nào ạ? Khi mà nó vừa tiến lên phía đằng phía tây, đúng không nào? Thì nó cũng đang gọi là gì nhỉ? Gây ra những cái thiệt hại trên diện rộng. Kohana higai o motarashite iru. Được chưa? Rồi các bạn thấy quá nhiều từ vựng hay đúng không? Chứ còn ngữ pháp thì không có quá nhiều vấn đề mọi người ạ. Nếu được tốt, được chưa nào? Theo như thế nào đó, đúng không? Thế còn lại cái chỗ này, những cái ngữ pháp các bạn thấy dùng rất là đơn giản. Thế nên là học tiếng Nhật ấy mọi người, để mà đọc được báo Nhật ấy, về mặt bản chất thì nó để các bạn bồi càng nhiều từ vựng, càng nhiều chữ Hán càng tốt. Còn lại cái việc mà dịch sẽ rất là đơn giản nhá. Xác định câu không quá khó đâu, được chưa? Chúng ta nhìn tiếp đoạn tiếp theo cho cô nhá. Đúng rồi, JLPT N1 vừa rồi có cụ Ekyo Motarasu. Chuẩn. Nhá. Đấy. Rồi. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn tiếp cho cô nha. Nhìn tiếp cho cô này. Tiếp theo này. Tokyoku wa aratani kōzui to
năm nay vào từ cô Duy, nhớ cảm ơn cô Thanh nha. Nhà cô Duy to jisuberi ga okoru kanousei ga aru to keikoku shita. Keikoku cũng là một từ vựng của N2 mà gần đến N1 đấy mọi người, cảnh báo nhá. Chính quyền địa phương của Việt Nam đúng không? Thì cái chủ ngữ là từ what trở về trước. Cái chính quyền địa phương của Việt Nam thì đã đưa ra cái cảnh báo rằng là. Và bây giờ mình đã xác định được cái cấu trúc câu văn nó lớn như vậy rồi thì còn lại việc của mình là mình sẽ thấy là à, trong cái chỗ này sẽ là cái lời cảnh báo của chúng ta thì chúng ta chỉ được dịch cái bên trong cái lời cảnh báo là gì thôi. Đúng không nào? Các bạn nhìn cho cô này. Đưa ra cảnh báo rằng là gì ạ? Rằng là trong này mình sẽ thấy là một ngã, hai ngã thì cái quy tắc bao giờ chúng ta sẽ thấy là gì nhỉ? Chúng ta sẽ dịch là vị ngữ từ đằng sau trở lên. Là có cái nguy cơ, có cái khả năng, khả năng gì mình lại dịch tiếp từ đây, bởi vì cái khả năng này là cái bổ nghĩa cho cái từ kanose đấy. Đấy nhá, đó là có cái khả năng là sẽ xảy ra mới, xảy ra cái gì đó mới lần nữa, tức là gì nhỉ? Xảy ra tiếp là những cái vụ gọi là gì, ngập lụt, cô duy hoặc là lở đất tiếp theo. Tức là vừa nãy bão về đã ngập lụt, đã lở đất rồi mà bây giờ khổ hơn cơ, tức là vẫn còn cái nguy cơ xảy ra ngập lụt với cả lở đất tiếp cơ. Nên các bạn thấy nhá, thường là trong một cơn bão đúng không? Cái lúc bão về đã nguy hiểm nhưng mà sau bão về người ta còn bảo còn là còn nguy hiểm hơn nữa. Thế nên mọi người phải hết sức cẩn thận nhá. Đấy, tiếp tục này. Nói thế hết sức cẩn thận bỏ mình nhớ ra ở trên Việt Trì, ở trên Phú Thọ ấy mọi người, vừa có vụ sập cầu ấy. Cũng không quá gần nhà thầy Dũng đâu, nhưng mà nói chung là cũng một cái con cầu mà cũng gọi là mình cũng biết tên ở đấy đúng không? Thì xem clip ấy rất là sợ ấy mọi người nha. Nên là sau bão đấy, sau bão lũ lụt về đấy, mọi thứ rất là nguy hiểm. Tiếp tục này. Asia de kotoshi mottomo kyoryoku na taifu de aru 11 go wa 7日 ni kokunai gai kigyo no daikibo na seizou kyoten ga aru Vietnam hokutobu. Chữ này đọc là gì nhỉ? Engan desu ne. Các bạn biết từ engan là gì không ạ? Đoán cho cô xem nào. Engan là gì? Comment vào cho cô. Engan desu ne. Engan ni jōriku. Ok. Rồi, chủ ngữ câu văn này là gì hả mọi người? Chủ ngữ câu văn này là, đúng rồi, là cái từ what trở về trước này. Cái cơn bão số 11. Và cái đằng trước này nó chỉ là bổ sung ý nghĩa cho cái từ cơn bão số 11 đấy thôi. Thì bây giờ mình sẽ nhìn này. Nó được diễn giải bằng cái từ là dearu desu ne. Cái cơn bão số 11 là cái cơn bão mà thế nào đó, mà mạnh nhất trong năm nay ở khu vực châu Á. Các bạn thấy chưa? Khi mà chúng ta đã nắm chắc ngữ pháp rồi thì vào dịch câu cực kỳ đơn giản. Và cô chỉ hy vọng là thông qua những cái buổi học đọc hiểu cùng với cô như này, luyện đọc hiểu, đọc báo cùng với cô này, các bạn rèn được cái gì ạ? Rèn được cái thói quen xác định chủ ngữ câu văn. Và tập một cái thói quen thứ hai là gì nhỉ? Xác định những cụm danh từ, được chưa nào? Cụm chủ ngữ, cụm vị ngữ của nó thôi là thành công rồi nhá. Tiếp tục nào. 7日 に国内外企業の大規模な製造拠点があるベトナム。Rồi, động từ của nó sẽ là cái này. Cái cơn bão số 11 cái nó đã đổ bộ vào. Vào đâu sẽ là nhị. Còn cái từ cái chỗ này đến trở lại đây. Nó gì mọi người biết không? Cái từ nhị này sẽ là cái ngày mùng 7 này, nó sẽ là cái gọi là gì nhỉ? Cái trạng từ đi nhá. Thì cái cụm này sẽ là một cụm danh từ đấy. Đổ bộ vào đâu ạ? Đổ bộ vào khu vực ven biển phía đông bắc của Việt Nam. Được chưa nào? Cái từ Engan là khu vực ven biển đó mọi người. Và cái khu vực này là cái khu vực thế nào thì lại trở về trước cho cô này. Là cái khu vực mà gì ạ? Có những cái gọi là Seizo Kyoten desu ne, những cái trụ sở, những cái cơ quan mà gọi là những cái trụ sở cơ quan doanh nghiệp sản xuất đúng không nào? Ở cái quy mô lớn Daikibo này nè, của gì ạ? No sẽ là của đúng không? Của những doanh nghiệp gì ạ? Doanh nghiệp kokunai gai, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Được chưa? Ok chưa? Cô cảnh báo là toàn tư vựng của N2 N1 nhá. Hôm nay mà N3 chúng mình vào xem thì hơi bị nhức đầu một tí đúng không? Ok. Su hyakuman no setai ạ. Tư vựng của N2 luôn. Ok. Ya kigyo ga teiden ni mimaware. Mimau nhìn vào cho cô xem nghĩa là gì nhá. Có hai nghĩa đấy, và cái nghĩa này nó là gì, nhìn cho cô nhỉ. Ok. Tsu shin mo desu ne. Tsu shin mo. Mo sundan. Ok. Sundan sun này. Hay tiếp này. Kansen doro desu ne. Kansen doro wa shinsui suru nado oku no sangyo kyoten yo
経済活動が停止した. Bạn chữ Hán của N1, N2, N2. Mấy cái này sinh ra là N1 nhá. Xin suy giữa N2 N1 nhá. Tiếp can sen đô độ khả năng là từ vựng của N1. Đúng nè. Các bạn nhìn cho cô nhá, những cái từ vựng giải quyết trước nhá. Hãy là gì ạ? Chỗ này cái cấu trúc câu văn sẽ là vì thế này mà thế nào đó nhá. Vì thế nào đó. Ok. Vậy các bạn nhìn cho cô này. Xem nào. Gọi là gì đây? Đầu tiên chúng ta, các bạn có thể dịch theo từng dấu phẩy một. Cái câu này sẽ dịch theo từng dấu phẩy một cho cô là được rồi nhá. Thứ nhất là gì đây nhỉ? Những cái có hàng triệu sư Hekuman ですね. Có hàng triệu những hộ gia đình, những hộ gia đình hay là những cái doanh nghiệp thì bị gì ạ? Thì bị hứng chịu. Mimawa đây được chỗ này các bạn hiểu là hứng chịu. Cái việc gì đấy? Cái việc thê đen là mất điện này, là một này. Thứ hai là tư xin mộ là cái mạng lưới thông tin truyền thông nhá. Cái mạng truyền thông thì nó cũng bị gián đoạn. Xin đan là gián đoạn. Ok, tiếp tục này. Và gì đấy? Những cái con đường huyết mạch, những cái tuyến đường huyết mạch can sen đô rộ là những cái tuyến đường huyết mạch thì nó cũng bị ngập lụt, xin sụy. Ok chưa nào? Đó. Và khi đó thì làm sao nhỉ? Với những cái lý do như vậy thì rất là nhiều những cái hoạt động kinh tế của các cơ sở sản xuất, san yo kyu ten desu ne, cơ sở sản xuất thì bị đình trệ. Được chưa? Cô giáo các bạn biết cái từ san yo kyu ten, các bạn điền comment cho cô. Nào. Cái từ này mà các bạn N2 N1 đi thi thể nào cũng bị sai này, một cái lỗi sai kinh điển của dân học chúng mình. Kyu ten. Cái gì ạ? Cái này có trường âm không ạ? Nhớ nha, không có trường âm nhớ chưa mọi người? Kyu ten desu ne. Ok, kyu ten. Ok chưa? Hãy thì nhớ cái từ này nha. Đi thi mà vào từ này, nhớ cảm ơn cô Thanh nhớ chưa? Kyu ten không có trường âm nhá. Hãy tiếp tục này. Jinko 200万 nin no engan toshi Haiphong no koyodanchi ya gojo no keisha ya. Cô đọc rất là chậm để các bạn quan sát những cái cách đọc của nó luôn rồi nhá. Yodo à rodousha tachi wa kokonoka mata à mada teiden wa tsuzuite ori yane. Yane là cái gì nhỉ? Rất là nhiều những cái clip năm nay là bay nóc rồi đúng không? Ừ. Yane ga fuki. Ok, fuki tobasareta gojou nai no setsubi ya seihin ga ame de nureru no o fusegou to. Nào, các bạn năm nay thi N1 đọc được từ này không ạ? Hình như từ này đã từng ra ở GPT N1 rồi đấy mọi người. Đúng không ạ? Đọc được từ này, nhìn có khó không? Nào, bạn nào hôm nay đọc được từ này cô cho 10 điểm. Hay, đọc là gì ạ? Từ này khó đúng không? Honso desu ne, honso. Honso là gì mọi người biết không? Là cố gắng nỗ lực làm cái gì đó nhá. Hay, shiteiru to katatta desu ne. Rồi một câu dài quá nhỉ. Một câu dài nhưng mà cũng chả có gì. Nếu mà các bạn nhìn ra được cái cấu trúc ngữ pháp của nó, chủ ngữ chúng ta trở về đây. Từ đây trở về trước. Những ông này làm sao ạ? Thì cái cấu trúc đằng trước nó sẽ là những cái thông tin bổ sung ý nghĩa giải thích cho cái từ ông là keisha và rodo shatachi desu ne. Thì những ông này làm cái gì? Các bạn nhìn cho cô cái vị ngữ của ông này làm gì ạ? Ông ấy đã kể lại rằng, đã nói lại rằng, nói lại gì thì sẽ là trước tốt, tốt trở về trước, được chưa nào? Đây. Trở về trước là sẽ là cái thông tin mà người ta nói, trích dẫn đấy nhá. Thì bây giờ mình sẽ dịch chủ ngữ chứ ạ. Những người chủ doanh nghiệp, những cái điều hành doanh nghiệp đúng không? Hay là những người lao động ở những cái nhà máy hoặc là những cái gọi là những cái khu công nghiệp nhá. Kokyodanchi desu ne, thuộc Hải Phòng, là một cái thành phố ven biển với cái số dân là khoảng 2 triệu người. Nùa ra mọi người. Không sai một chữ nào đúng không? Không sai một chữ nào. Bạn nào mà muốn ôn thi N2, N1 mà muốn học đọc hiểu cùng với cô Thanh, tuần sau vào học hết nước chấm, đăng ký ngay nhá. Hay mọi người ạ, thực sự cô rất là thích dạy đọc ấy, và dịch rất là thích đúng không? Thì đấy, các bạn xem cũng được đúng không? Đấy. Nào, không dịch thiếu sót một chữ nào nhá. Những cái người gì nhỉ? Những cái người mà gọi là kinh doanh ấy, à những cái người gọi là gì nhỉ? Điều hành ấy, keisha desu ne. Hoặc là những người lao động ở những cái nhà máy hoặc nhỉ, là những cái khu công nghiệp của Hải Phòng, là một cái thành phố ven biển với số dân là khoảng 2 triệu người, thì đã kể lại rằng gì ạ? Rằng là họ làm sao nhỉ? Đang cố gắng gì ạ mọi người? Honso toshite desu ne. Đang cố gắng làm cái gì đó sẽ là cái cố gắng, cái thông tin cố gắng đấy. Đang cố gắng là gì ạ?
đang cố gắng là làm sao để phòng tránh, fusegu desu ne. Fusegu là phòng tránh. Phòng tránh cái việc sẽ là nố trở về trước. Phòng tránh cái gì các bạn nhìn nhá. Cái câu này hơi bị khó luôn nhá. Ờ, phòng tránh cái việc gì ạ? Các bạn sẽ nhìn thấy là gì nhỉ? À thôi chết rồi. À, phòng tránh thì chỉ từ đây đến đây thôi. À, đâu? À đây, phòng tránh đây. Cô dịch thiếu cái vế trước nhá. Sorry. Hay như cô dịch nốt cái phòng tránh này tí nữa cô sẽ đi lại cả câu cho nó nuột câu nhá. Phòng tránh cái gì ạ? Phòng tránh cái việc là những cái này, đây, những cái thiết bị hoặc là những cái sản phẩm ở phía trong nhà máy nơi mà đã bị cuốn bay, ở nơi mà đã bị gì nhỉ? Gọi là nơi mà những cái mái nhà đã bị cuốn bay thì mình hiểu nhá. Là những cái mái nhà, những cái nhà máy mà cái mái đã bị cuốn bay thì ở trong đấy có những cái thiết bị, những cái sản phẩm thì bây giờ người ta đang cố gắng để những cái thiết bị, những cái sản phẩm này nó gì đấy nhỉ? Không bị ướt bởi mưa nữa. Được chưa? Tốc hết cả mái rồi mà thì bên trong thì mình phải cố gắng để nó không bị ướt nữa. Được chưa? Và thêm cái vế trước cho cô nhá. Đó là người ta bảo rằng là gì ấy nhỉ? Là ở gì đây? Ở đây thì điện nó vẫn còn ngắt, được nhỉ? Điện nó vẫn bị tắt. Bây giờ cô dịch lại cả câu nhá. Nào. Những người kê sạc là những người chủ điều hành này hay những người lao động ở những cái nhà máy hoặc là những cái khu công nghiệp thuộc cái thành phố ven biển Hải Phòng nơi có 2 triệu dân thì họ kể lại rằng là hiện tại ở đây thì vẫn đang bị tiếp tục là cắt điện và họ đang cố gắng nỗ lực là để phòng tránh cái việc là làm sao những cái thiết bị hoặc là những cái sản phẩm ở phía trong những cái nhà máy mà đã bị thổi bay cái mái nhà ấy thì làm sao để nó không bị ướt bởi mưa nữa. Được chưa nào? Ame de nureru no desu ne, nureru no. Ok. Đi nốt. Ôi, sắp hết rồi. Đấy, bây giờ sẽ đi nhá. Tiếp tục này. Nhìn cho cô này. Tiếp này. Shashin ya mokugeki sha. Nhịu hết cả mồm rồi. Bạn nào mà nghe dạo này hơi bị nhiều những cái tin tức ở bên Nhật thì thế nào cũng gặp cái từ này. Mokugeki sha là những người chứng kiến nhá, những người chứng kiến những cái vụ án, những vụ tai nạn ấy. Thế nào? Lại là theo như đúng không? Shashin ya mokugeki sha ni yoru to Kankoku no LG. Đố các bạn đọc từ này. Đố các biết từ này từ gì? Electronic. Công ty Electronic LG đấy. Thì no hai phòng cô dù mô thô cây xa. Thô cây. Một từ vựng của N2. Mày toàn từ vựng N2 thôi. Sập. Nha. Sập. Ok. Hãy theo như bức ảnh hoặc và những người chứng kiến thì gì ạ? Cả cái nhà máy Hải Phòng, gọi là nhà máy gì nhỉ? Nhà máy LG Electronic của Hàn Quốc ấy, thì cũng đã sập rồi. Ok, tōkai shita desu ne. Và dōsha kara no komento wa erarete inai. Và chúng ta dịch theo kiểu word by word thì sẽ là gì nhỉ? Là những cái gì nhỉ? Bình luận từ phía công ty này. Dōsha là một lần nữa lặp lại cái công ty này. Được chưa nào? Công ty này thì vẫn chưa được lấy. À, tức là trong tiếng Nhật ấy, cái văn phong tiếng Nhật có một cái đặc điểm đó gì mọi người biết không? Đó là nó rất là hay đưa cái câu văn về dạng gián tiếp nhá. À xin lỗi, gián tiếp mà về dạng bị động ấy, để cho cái thông tin nó trở nên khách quan ấy. Ở còn tiếng Việt mình hay dịch ra là gì nhỉ? Vẫn chưa có bất kỳ bình luận gì từ phía công ty này. Được chưa nào? Đó. Đấy. Và câu cuối cùng nhá. Nốt câu cuối cùng nè. Bạn nào xem được từ đầu giờ đến cuối giờ cố lên nào. Hôm nay chúng ta học được rất nhiều từ nhá. Kokue denryoku gaisha ni yoru to. Ok, theo như công ty điện lực quốc gia. Ok, biết thêm từ này hay đúng không? Kokue denryoku gaisha. Gaisha nhớ là biến âm nhá. Đấy, shumatsu ni, desu ne, shumatsu ni 570万 以上 no chữ Hán, những cái khách hàng mua hàng gì chúng ta đọc là gì nhỉ? Kokeku. Từ này không có trường âm cô nhá, nhớ chưa? Đừng là cô nhá. Kokeku no denryoku kyōkyū. Rồi, chúng ta đọc là kyōkyū. Ôi rồi, mệt quá bà con ơi. Đấy, từ này N3. Nhưng mà từ này thì khoảng N2, N1 này. Từ này các bạn đọc là gì ạ? Ok, chúng ta sẽ đọc là todaeru desu ne. Đấy, todaeru, ok. Đấy, thì từ này mình sẽ hiểu là gì nhỉ? Bị gián đoạn nhá. Todaeta ga desu ne, koko no oka ni wa desu ne, teiden no 75% chikaku ga kaishou sareta to iu.
Ok. Và cái này cũng là một cái đưa ra một cái thông tin trích dẫn theo như cái này đúng không? Theo như công ty điện lực quốc gia thì người ta bảo rằng là gì ạ? Thế từng vế một nhá, vế đầu tiên này. Vào cuối tuần vừa rồi thì là gì ạ? Cái việc cung cấp điện cho khoảng trên 5.700.000 người, nhìn khách hàng ấy, thì đã bị gián đoạn. Được chưa nào? Hơn 5 triệu người bị ảnh hưởng đúng không? Thế nhưng mà đến hiện tại thì vào ngày mùng 9 thì làm sao anh ạ? Nó đã được giải quyết ở gần 75% cái lượng điện cung cấp cho những cái người này ấy, thì đã được giải quyết rồi, cái vấn đề này được giải quyết rồi. Nhá, cái từ khai sô sư lượng là xóa khỏi, xóa bỏ đúng không? Thì mình sẽ hiểu là cái vấn đề dành cho 75 người cái vấn đề 75% cái lượng mà cắt điện đấy, ngừng điện đấy sẽ được giải quyết, là được xóa bỏ rồi. Nhá, thì đó là bài học ngày hôm nay. Mọi người thấy hay không mọi người? Thực sự luôn. Mọi người cũng mệt quá mọi người. Nhưng mà hay quá mọi người ạ. Nên là cô rất là hy vọng rằng là mỗi năm ấy thì thực ra dạy những cái bài mà kiểu như là đọc báo như này rất là cực ấy mọi người. Xong chàng. Ok, rất là cực. Thế nên là cô cũng rất là ngại dạy, nhưng mà cô thấy rằng là lần này cô rất là muốn quyết tâm là giúp cho rất là nhiều bạn có thể duy trì được cái thói quen đọc nhiều với tiếng Nhật, và đặc biệt những bài báo như thế này. Nên là cô rất hy vọng rằng là các bạn sẽ yêu thích cái CD đọc báo như thế này. Có lẽ là không được quá nhiều lượt xem bởi vì đôi khi cũng khó quá đúng không? Nhưng mà thực sự rất là mong là về mặt chất lượng là các bạn sẽ cảm thấy là nó có giá trị đối với mọi người nhá. Và cô tin rằng đây là một cách học cực kỳ hiệu quả để cho các bạn có thể giỏi hơn về cả từ vựng chữ Hán, về cái phân tích câu văn, và sẽ giúp hỗ trợ chúng ta rất là nhiều trong việc học đọc hiểu của N1, N2, TSGPT nhá. Mọi người nhớ ấn like và share clip cho cô nhé. Ngày hôm nay mình sẽ đọc một cái bài báo mà liên quan đến một cái gọi là sự cố rất là đáng tiếc mà mình nghĩ là có thể là mọi người sẽ thấy rất là sốc nếu mà lần đầu tiên nhìn thấy, mà bản thân mình hôm mà xem mình cũng rất là sốc mọi người ạ. Các bạn đã xem clip này chưa? Đây. Có bạn nào ở Việt Trì không ạ? Mọi người có ai ở Việt Trì không? Các bạn đã xem clip này chưa? Chúng ta thử xem clip này nhá. Đây. Đây là một cái cầu, là cầu Phong Châu Việt Trì mọi người ạ. Thì đây là một cái camera, một cái đoạn phim mà camera hành trình của một xe ô tô nó ghi lại được. Và thực sự xem rất là sốc luôn mọi người. Các bạn nhìn nhá. Mọi người xem lại khoảnh khắc này này, nhìn này. Quá là dã man đúng không mọi người? Đấy. Thì hôm nay sẽ một cái bài báo mà họ nói về cái tin tức này. Và mình cũng nhặt ở trên báo yahoo.co.jp nhá. Thế thì tiếp nối cái bài hôm trước thì vẫn là một cái chủ đề như bài hôm trước. Nên là mình nghĩ ngày hôm nay các bạn sẽ có thể là dễ tiếp cận hơn, dễ học hơn rất là nhiều nhá. Thì nó sẽ nói về cái câu chuyện kia. Thế mà mình sẽ đi cùng nhau đi vào từng cái một nhá mọi người nhá. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng cùng với cô chưa? Rồi, mọi người đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa ạ? Các bạn nhìn thấy tiêu đề này. Tiêu đề nó nhặt rất là nhiều những cái đúng không? Rất là nhiều một cái một dấu cách này. Mo ikinokorenai to omotta. Tôi nghĩ rằng là gì nhỉ? Mình không thể nào mà còn sống sót được nữa rồi. Ikinokoru là còn sống, sống sót. Nhá, mo ikinokorenai to omotta. Tiếp tục này. Me no mae no hashi ga totsuzen desu ne. Các bạn biết từ này từ gì không ạ? Từ này từ gì nhỉ? Mọi người đọc được từ này từ gì không ạ? Từ này một từ vựng của N2 và già N2 nhé. Horaku. Ok. Horaku là rơi xuống nhá, rơi xuống. Thế thì cái cây cầu ngay trước mắt, menomai no hashi nhé. Nó gì nhỉ? Đột nhiên bị sập. Ok, horaku là bị sập ạ. Tiếp này, toraku nado
12台 nhé. Chúng ta có từ là từ vẫn là từ rơi nhá, nhưng mà chúng ta sẽ đọc là tendaku nhé. Tendaku là 12 cái xe đúng không nào? 12 cái xe thì bị gì ạ? Bị rơi xuống nhá. 12 cái xe. 12 cái gọi là gì nhỉ? Không phải 12 cái xe mọi người ạ, mà là toraku nado nhé. Có 12 cái mà ví dụ như là bao gồm là cả xe tải thì bị rơi xuống nhá. Nên chúng ta sẽ hiểu là từ cái chỗ này trở xuống trở ra câu này có 12 phương tiện giao thông mà trong đó có cả xe tải nó bị rơi xuống, được chưa ạ? Chứ không phải là 12 cái xe tải nhé mọi người nhá. Tiếp tục này, 13人 yukue fumei nhé. Các bạn ngày hôm nay chắc là biết từ này rồi đúng không ạ? Hôm trước thì cô đã trong cái buổi hôm thứ ba đúng không, chúng ta đã gặp từ này rồi, yukue fumei nhé mọi người. Hôm trước cô xem lại cái buổi live hôm trước ấy, cô thấy là cô nói thì đúng nhưng mà xong cuối cùng lúc cô viết không để ý, cô viết sai chính tả ấy mọi người. Nên là nếu ngày hôm nay các bạn để ý mà cô nói xong rồi cô đầu óc cô bay đi đâu xong rồi cô viết sai chính tả, mọi người nhớ dặn cô nhá. Yukue fume né là gì nhỉ? Yukue là tung tích, còn đây là gì đấy? Chúng ta có từ gì ạ? Có fume là gì nhỉ? Mất tung tích đúng không? Thì ok. Hay 13 người chỗ này chúng ta sẽ bỏ y cho cô nhá. Yukue fume né là 13 người bị mất tung tích. Tiếp tục này, taihu de kawazoko, chúng ta có từ kawazoko là gì ạ mọi người? Chữ Hán này mọi người đọc được không ạ? Kawazoko là đáy sông nhá, từ vựng của N3. Kawazoko ga henke desu né, là đáy sông nó bị biến dạng đúng không nào? Và câu cuối cùng này, hashira ga pokai betonam là ở nước Việt Nam khi mà gì đấy nhỉ? Hashira cái trụ của cái cầu ấy nó cũng bị gì nhỉ? Thô cay là sập. Hôm trước chúng ta cũng gặp cái từ thô cay này rồi đúng không nào? Nên là bạn nào mà chịu khó xem những bài giảng cô, các bạn sẽ thấy là gì nhỉ? À, với mỗi một bài chúng ta bồi thêm được một cái từ vựng, và ngày hôm trước chúng ta gặp những cái từ này, hôm nay chúng ta gặp lại một lần nữa thì bằng cách này các bạn sẽ có thể nhớ được từ nhá. Hay rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào phần đầu tiên nhé, các bạn cùng nhau đọc cho cô nào. Betonam phu thô desu ne. Người ta phiên âm cái từ Phú Thọ của chúng ta là gì nhỉ? Phu tô sô đê cô nô cả thô ra cư na đô gà hà xì nô hô ra cư nhi mà khi cô ma đê đưa dì cô gà hà xê xa. Rồi, cái cấu trúc câu văn này sẽ rất là dễ này mọi người ạ. Đó là ở tỉnh Phú Thọ thuộc Việt Nam thì vào ngày mùng 9 thì đã xảy ra, hà xê xa là phát sinh, là xảy ra một cái vụ tai nạn. Jiko nhé, vụ tai nạn. Vụ tai nạn như thế nào thì sẽ là từ cái đoạn này cho đến đây đúng không? Vụ tai nạn như thế nào mọi người? Vụ tai nạn gì ạ? Đó là những cái xe như là xe tải này thì nó bị gọi là makikomareru, là bị cuốn theo, bị lôi theo. Lôi theo cái gì ạ? Lôi theo cái sự cố, là sự cố bị sập cầu nhá. Cầu nó bị rơi xuống nhá. Ok, hashino horaku, được chưa ạ? Nên là cái cấu trúc câu văn chúng ta lọc rất là dễ đúng không? Ở đâu đó thì đã xảy ra cái sự cố gì đó nhá, được chưa? Rồi, hashi wa taifu 11号 yagi ni yoru, chị Hàn các bạn đọc được không ạ? Nước nó tăng lên là gì ạ mọi người? Là gì ạ mọi người? So desu ne, zousui de hashira ga toukai shi horaku shita. Là gì ạ? Cái cầu, chủ ngữ là wa đúng không nào? Cái cầu thì cái cấu trúc câu văn là gì ạ? Vì thế nào đó mà cái này nó bị thế này, bị thế này, đúng không? Thế bây giờ từng cái một với một nhá. Cái cầu thì vì cái việc là nước nó dâng lên do niyoru desu ne. Nó ghép giữa danh từ một niyoru, danh từ hai, thì cái niyoru này nó sẽ diễn tả cái ý nghĩa là nguyên nhân nhé mọi người nhá. Nguyên nhân bởi gì đây nhỉ? Nước dâng lên nguyên nhân do cơn bão Yagi, cơn bão số 11 á. Thì cái trụ của cầu nó đã bị sập và nó bị rơi xuống nhá. Tōkai shi desu ne. Tōkai shi horaku shita desu ne. Tiếp tục này. Jiko tōji, hashi no ue ni wa 12 dai no shariō ga ite 3 nin ga kyūjō desu ne. Kyu có trường âm, jo không có trường âm nha. N2 rất là hay bị nhầm từ này này. Kyu jo sareta ga imada 13 nin ga yukue fumei to natte iru desu ne. Yukue fumei. Ok chưa nào? To natte iru.
Rồi, vào cái thời điểm xảy ra sự cố, chúng ta cái từ thô dị là diễn tả cái thời điểm đó đúng không? Thì ở trên cầu, đúng không? Các bạn tách câu thành từng cái vế một cũng được này, rất là dễ dịch này. Ở trên cầu có 12 phương tiện xe cộ, đúng không? Có khoảng 12 phương tiện xe cộ. Chúng ta có từ Sadio là những cái phương tiện giao thông, đúng không nào? Nói chung nhá, Sadio gaites ne. Và ba người thì đã được cứu giúp, đúng không? Cứu thoát, đúng không? Kyujo desu ne, đã được cứu thoát. Thế nhưng mà vẫn còn bao nhiêu? 13 người khác thì đang bị mất tích. Đó, các bạn thấy. Ồ, hôm nay chính ra câu văn rất là dễ đọc, dễ dịch nha, đúng không mọi người? Đúng không? Mọi người thấy hay là do chúng mình tiến bộ hơn nhỉ mọi người nhỉ? Các bạn thấy dễ hơn hay là do chúng ta tiến bộ hơn đấy? Ừ, có khi là do chúng mình tiến bộ hơn đúng không? Có bạn nào theo cô được các bạn theo cô được bao nhiêu bài giảng trong cái chuỗi CD livestream về đọc báo này rồi ạ? Ờ, cô sẽ cái chuỗi CD livestream đọc báo cô sẽ đi đến hết tháng 9 thôi nhá. Còn sang tháng 10, tháng 11 chúng ta sẽ sang cái chuỗi livestream để phục vụ cho thi. Nên là các bạn cố gắng nhá. Đây là cái thời điểm mà cô cùng với các bạn đang gọi là năng nhập để chặt bị đấy nhá. Đấy. Rồi, tiếp tục. Chúng ta sẽ sang cái đoạn tiếp theo nhá. Truck ga hashi morotomo rakka. Trời ơi, trong này có một cái từ morotomo. Đố các bạn biết, các bạn biết từ này từ gì không ạ? Từ này các bạn đã nghe bao giờ chưa? Đã gặp bao giờ chưa? Năm nay trộm vía nếu mà nó vào cái từ này nhá, N1 nhá. Nếu vào từ này thì các bạn nhớ cảm ơn cô nhá. Morotomo, từ này nghe cực kỳ ấn tượng đúng không mọi người? Morotomo là gì nhỉ? Là mình sẽ hỏi, nghĩa là gì đây nhỉ? Cái gì đây nhỉ? Cái xe tải nó gì đây? Nó rơi xuống cùng với cầu thì cái từ morotomo có nghĩa là cùng xuống nhá, cùng đồng bằng bằng như kiểu là ishoni desu ne. Được chưa ạ? Tiếp này. Vietnam phu tô sho de 9日 13 nin no yukue ga wakaranaku natte iru jiko no shougeki no shunkan o kamera ga toraete ita desu ne. Thì câu này nghĩa là gì ạ? Ok, câu này nghĩa là gì ạ? Rồi, các bạn nhìn cho cô nhá. Ở chúng ta xác định cái cấu trúc câu văn lớn nhất trước đã nhá. Ở tỉnh Phú Thọ thuộc Việt Nam thì vào ngày mùng 9. Thế làm sao ạ? Làm sao ạ? Các bạn nhìn thấy cái câu này sẽ là gì nhỉ? Camera ga toraete ita. Và nó torai được cái gì sẽ là cái ố này này. Các bạn nhìn chưa? Cái cấu trúc câu văn nó sẽ hơi bị đổi lại một chút. Thế nhưng mà các bạn nhìn nhá. Ừ, thì mình sẽ hiểu là ở tỉnh Phú Thọ vào ngày mùng 9 thì chủ ngữ là cái camera nó đã quay lại được cái hình ảnh. Hình ảnh gì ạ? Cái khoảnh khắc làm sao rất là kinh hoàng, shogeki là một cái khoảnh khắc mà để lại cho người khác rất là một cái sự ấn tượng, sự sốc ấy nhá, một cái khoảnh khắc rất là kinh hoàng của cái vụ tai nạn khi mà gì đây nhỉ? Cái vụ tai nạn mà khiến cho gì đấy 13 người mất tích, đúng không nào? Vụ tai nạn mà khiến cho cái tung tích của 13 người không biết được thì mình dịch xuôi ra sẽ là gì nhỉ? 13 người mất tích nhá. Hay rồi, thì cái camera nó đã quay lại cái hình ảnh đấy, thì các bạn thấy cái cấu trúc câu văn rất là hay. Camera ga torarete ita và quay cái gì nó sẽ về đây. Ok. Ồ, いい ですね. Được chưa ạ? Rồi, tiếp tục này. Mai o hashiru toraku ga 橋に差し掛かったその時、目の前の橋が突然崩れ落ち、トラックが橋もろとも落ちていた。ですね。Rồi, các bạn nhìn cho cô nào. Có từ vựng mới không ạ? Ở cái câu này nhìn có vẻ dài đúng không? Nhưng mà liệu có khó không nhỉ? Các bạn nhìn cho cô nhé. Cấu trúc câu văn sẽ là khi, thế nào đó thì, một cái đầu tiên và hai cái tiếp theo này. Thì cái này thế nào đó và cái này thế nào đó. Nên là nếu mà chúng ta đã quen rồi thì xác định câu cực kỳ nhanh nhá, cực kỳ nhanh và cực kỳ chuẩn luôn, không có gì quá khó đâu. Mọi người nhìn cho câu này. Khi đó đúng không? Khi đó là khi nào thì sẽ là cả cái chỗ này sẽ là cái khi đó đấy nhá. Khi đó, khi mà cái xe gì ạ? Các bạn vừa đi xem hình ảnh đúng không? Cái xe tải mà nó chạy phía trước ấy, người quay camera chạy phía sau đúng không? Thì khi cái xe tải mà nó chạy phía trước là gì ạ? Nó vừa mới gọi là gì nhỉ? Lên cầu, được chưa nào? Lên cầu, sashikakata sẽ lên cầu. Thì lúc này cái cầu mà ở ngay trước mắt đột nhiên là nó bị lở rơi xuống đúng không? Bị sụp xuống. Và lúc này cái xe ô tô tải đấy nó
cùng với cả cái câu đấy nó cùng rơi xuống luôn. Ochite itta. Né, ochite itta. Về tây cự là diễn tả. Đây, về tây cự này là diễn tả một cái sự vật gì đó nó đi ra xa khỏi cái địa điểm của người nói, đúng không? Thì cái vị trí là gì nhỉ? Với cái con mắt của người đang quay camera thì cái cầu và cái xe nó cùng lao xuống sông đấy nhá. Hãy tiếp tục này. Mata hantai shasen no hashitte kita bike mo. Cái câu này cực kỳ đau lòng mọi người ạ. Các bạn biết cái câu này là gì không ạ? Mọi người xem cái clip đấy có rất là nhiều bạn không nhận ra. Cho nên các bạn sẽ nhìn nhá. Watari kiru giri giri no tokoro de makikomarete ita. Các bạn nhìn cho cô hình ảnh này nhá. Đây. Đây đúng không? Các bạn nhìn hình ảnh này nhá. Đây này. Các bạn nhìn kỹ này, chúng ta sẽ thấy là cái câu đấy nó diễn tả cái hình ảnh này này. Các bạn nhìn cho cô này. Đây. 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 Các bạn nhìn cái chỗ góc này có một cái người đi xe máy này, ở từ phía bên cầu bên kia đi lại này. Đây. Tức là cái câu này nó mang nghĩa là gì à mọi người? Đâu nhỉ? Cái câu này nó diễn tả cái việc đó là gì nhỉ? Cái xe máy mà nó đang chạy từ phía làn đường đối diện. Ok? Hantai shase no hashitte kita desu ne. Thì nó cũng bị cuốn lôi xuống đúng không? Vào đúng cái lúc tokoro de, vào đúng cái lúc mà gọi là gì nhỉ? Vào đúng cái lúc hoặc là vào ở cái chỗ mà gì nhỉ? Gần như là sắp qua cái cầu đấy rồi. Watari kiru là đi qua hết. Nhưng mọi người nhớ về mask, bỏ mask cộng kiru là làm cái gì đó hết đúng không? Ok. Đó, hay. Nhưng mà bị dắt ở thành cầu vẫn cứu được à? Ồ, thế thật à? Thế tốt quá đúng không? Tiếp này. Jiko toji desu ne. Hashi no ue ni ita no wa. Ok. Kuruma to bike awasete 12 dai de 3 nin ga kyūjō sareta ga imada 13 nin no yukue ga wakatte inai. Được chưa nào? Hay. Vào cái lúc mà xảy ra tai nạn đấy thì gì ạ? Nó đang diễn tả cái cụm chủ ngữ chúng ta đây. Ở trên cầu có gì đây mọi người? Ở trên cầu nó đưa trở về thành chủ ngữ đúng không? Ở trên cầu thì có tổng cộng cả ô tô lẫn xe máy là khoảng 12 cái nhá. Và 3 người thì được cứu rồi, thế nhưng mà imada là vẫn thế nào đó đúng không? Vẫn gì nhỉ? Vẫn còn 13 người thì bị mất tích, vẫn chưa biết tung tích họ đang ở đâu nhá. Không biết là đến ngày hôm nay thì cái tình hình phần bên đấy không biết là các bạn có cập nhật được không ạ? Mọi người đã cứu được hết về chưa ạ mọi người? Tiếp tục nha. Hey. Thật sự mọi người tối qua cô ngồi xem mấy cái tin mà bão ở Việt Nam ngồi khóc như mưa ấy mọi người. Hey, tiếp tục này. Genin wa taifu 11 go zousui de kawazoko ga henkei desu ne. Lý do của cái vụ sập cầu đấy là đó là gì ạ? Do cái cơn bão số 11 này mà gì đấy nhỉ? Nước nó dâng lên và cái gì ạ? Và cái đáy sông nó bị biến dạng nhá. Đáy sông nó bị biến dạng. Hãy tiếp tục nè mọi người. Hashi no horaku ni makikomare kiseki-teki ni tasuke dasareta dansei wa nani ga okita no ka rikai dekinai uchi ni kawani ochite shimaimashita. Rồi, đọc hết cả cái câu này luôn nhá. Suimen ni ukabu tame ni saizen no tsukushimashita ga. Chỗ này chúng ta có từ saizen. Saizen no tsukusu. Saizen no tsukusu là gì mọi người biết không? Từ vựng 1-2 nè. Cố gắng hết sức mình. Thế nào đó đúng không? Iki ga kirete shimai mo iki nokorenai to omoimashita to jiko no shunkan wo furikaeta. Rồi, cái câu này các bạn thấy nó rất là dài nhưng mà cái chủ ngữ và vị ngữ của nó sẽ thế này này. Chủ ngữ là đây, danse. Người đàn ông này làm gì thì sẽ là người đàn ông này. Đây, người đàn ông làm cái hành động này. Và người đàn ông như thế nào thì sẽ là như thế này. Và làm hành động gì sẽ làm hành động này từ về trước. Đúng không mọi người? Các bạn nhìn ra cái cấu trúc câu văn đấy không ạ? Cái người đàn ông, người mà bị trôi cuốn theo cái vụ sập cầu đấy thì đã được cứu một cách rất là gì nhỉ? Gọi là kỳ tích đúng không? Kiseki-teki ni desu ne. Đã được cứu một cách kỳ tích ấy, thì đã nhớ lại, furikaeta, đã kể lại, nhớ lại
đã kể lại cái gì nhỉ? Nhớ lại cái khoảnh khắc của vụ tai nạn và nói rằng là đây, nói rằng là gì ạ? 何が起きたのか理解できないうちに trong lúc mà tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Được chưa nào? 何が起きたのか理解できないうちに trong lúc mà tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tôi đã rơi xuống sông mất rồi. 川に落ちてしまいましたですね。OK. Và về sau này, tất cả về đây nhá. Tôi đã cố gắng hết sức để tame ですね。ためにla của N4 này để nổi được lên trên mặt nước. 水面に浮かぶ. OK. Thế nhưng mà hết hơi. 息が切れてしまいですね。Và もう生き残れないと思いました. Và tôi đã nghĩ là mình không thể nào mà sống sót được nữa rồi. Được chưa nào? Cái quay trở lại cái câu chủ đề của chúng ta là 生き残れないと思った. いいですね。はい、và câu cuối cùng này. Đoạn cuối cùng này. 現地のメディアによると. OK. Theo như truyền thông của địa phương đúng không? Địa phương. Thì gì ạ? 崩落の原因は中国でも多いですね。Các bạn biết cái từ này không ạ? はい。中国でも多い。Mọi người đã nhìn thấy từ này bao giờ chưa? 多いですね。多い。多いですね。Từ này nó là một từ vựng của N1 nhé mọi người nhé. 多い。降るですね。OK. Đó là gì nhỉ? Gây ra một cái ảnh hưởng khủng khiếp thế nào đó. Được chưa nào? Hãy cảm ơn cụ này. Nhá. 台風11号ヤギで大雨で川が増水したため川底が変形し橋を支えていた柱が倒壊したというですね。Câu này nghĩa là gì ạ? Theo như thế nào đó thì người ta nói rằng. Được chưa nào? OK, một cái câu trích dẫn đúng không? Theo như truyền gọi là truyền thông của địa phương thì gì nhỉ? Người ta bảo rằng cái nguyên nhân của cái vụ sập cầu này đó là gì ấy? Đó là do nhá, do gì ạ? Do từng cái một bên trong từng cái một này. Do cái cơn bão số 11 Yagi này nó đã cái cơn bão mà nó đã gây sức ảnh hưởng rất là khủng khiếp ở cả Trung Quốc thì vì nó mà gì đấy nhỉ? Vì nó mà gì đây? Cái gì đấy? Vì nó mà chút tạm biệt. À, OK. Vì nó mà gì đây nhỉ? Nước gọi là gì đây nhỉ? Sông đúng không? Sông cũng bị tăng cái lượng nước lên đúng không? Lượng nước ở sông nó bị dâng cao do mưa lớn nữa. Thế nên là cái gì đây nhỉ? Cái đáy sông Kawazoko ga nó bị biến dạng và khi đó thì gì ạ? Cái trụ nhá, hashira ne, cái trụ mà đã nâng đỡ cái cột đấy. Hashio sasai được là nâng đỡ cái cột đấy nó bị sập. Thế nên là đấy là cái lý do vì sao mà cái cầu nó bị sập trong thời gian vừa qua. Đúng không nào? Hay thì thực sự đây cũng là một cái tin rất là đau lòng và mọi người không biết là các bạn ở bên Nhật các bạn có nghe ngóng tin tức ở Việt Nam không ạ? Nếu mà ở miền Bắc bây giờ thật sự bây giờ ngày nào mà lướt lướt các phương tiện truyền thông, lướt TikTok các thứ tối qua mình ngồi mình khóc cả đêm mọi người khóc và nặng nề nhất là ở hiện tại cái tỉnh mà nặng nề nhất là ở đâu mọi người biết không? Ở Lào Cai mọi người, nguyên cả một cái làng bị lũ quét cuốn qua là bay luôn cả một cái làng luôn á. Thì hiện tại thì ở trên bên Nhật thì họ chưa có đưa tin nhiều về những cái vụ liên quan đến lũ quét sau bão đâu. Nhưng mà mình thấy là liên quan đến lần này thì nó có một cái tin tức về cái vụ sập cầu rất là kinh hoàng ở trên Việt Trì Phú Thọ như thế này. Nhá. Hay. Nhưng mà thấy cũng có nhiều về đưa tin về cả vụ lũ lụt các thứ này, xong rồi còn đưa tin cả về kiểu như là từ thiện đấy mọi người. Từ thiện là ví dụ mà gửi nhiều đồ ăn quá xong rồi không đi phát được ấy mọi người, thế là phải đi đổ bỏ các thứ đấy. Ừ. Thì lần này Dũng Modi cũng sẽ có gửi từ thiện cho gửi đóng góp từ thiện cho gọi là gì nhỉ? Mặt trận Tổ quốc à? Ừ. Thì trong mấy ngày vừa rồi là công ty Dũng Modi cũng tổ chức là quyên góp ở trong toàn thể gọi là nhân viên của công ty đấy mọi người. Nên là với Dũng Modi sẽ không hỗ trợ về cái phần là nhu yếu phẩm mà sẽ hỗ trợ về mặt tiền mặt để gửi cho các cơ quan nhà nước khắc phục hậu quả sau bão đó. Thì không biết có bạn nào đợt này đang đi đâu ạ? Đang đi từ thiện không ạ? Rồi sập cầu ở Tam Nông chứ không phải Việt Trì. À đúng rồi, không phải Việt Trì, quên mất. Nhà chồng cô ở Việt Trì, tâm ra là cứ nói Phú Thọ chỉ nghĩ mỗi Việt Trì thôi.
không phải là Việt Trì mà người thành phố Việt Trì à, thành phố khác, còn đây là thuộc về Phú Thọ, nó đang ở trên gần Phong Châu, ở đằng gần gọi là gì nhỉ, Đền Hùng đấy mọi người đấy nhá. Đấy thì nghe nói là vẫn còn rất là phức tạp tình hình bão lũ nên là mọi người nhớ cẩn thận nhá mọi người nhá. Ở Hà Nội bây giờ cây cối cũng chưa có dọn dẹp được hết đâu. Đấy, và các bạn ở phương xa thì nhớ giữ tin ở Việt Nam để xem tình hình gia đình các thứ như thế nào nhá. Rồi, và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm một bài báo đọc về một nội dung đang rất hot, đó là những chiếc iPhone. Các bạn ở bên Nhật, các bạn đã mua iPhone về chưa ạ? Các bạn nghe thấy không ạ? The first iPhones designed from the ground up for Apple intelligence and its breakthrough capabilities. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đọc báo ở trên kênh NHK New Easy nhé mọi người nhé. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào bài đọc ngày hôm nay nhé mọi người nhé. Chào các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Rồi, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đọc một bài báo về iPhone, và trong đó nó có một cái tính năng mà có thể là các bạn sẽ hơi chưa nghe quen đâu, nhưng mà bên tiếng Việt thì cô chưa nghe quen cái khái niệm này, đó là CCAI cả hay là smartphone cả huy tì được. Ok, cái chủ đề của chúng ta có bạn họ tên bạn ý ghi là Papuru ga suki. Papuru là gì em? Apuru chứ đúng không? Ừ, đây cái tên của cái công ty Apple sẽ là Apuru nè. Ok. Và cái câu tiêu đề của chúng ta là gì nhỉ? CCAI nè. Các bạn biết từ CCAI là gì không? CCAI nó là cái trí tuệ nhân tạo mà là tạo sinh mọi người. Nó lấy nguyên từ âm Hán Việt này, và nếu mà các bạn tra tiếng Việt của chúng ta sẽ ra được cái khái niệm đó là trí tuệ nhân tạo tạo sinh nhé mọi người nhé, AI tạo sinh, được chưa nào? Thì cái tạo sinh đấy, cái AI tạo sinh đấy nó là cái gì? Thì nó là cái gì thì trong này chút nữa người ta sẽ giải thích cho chúng ta đấy nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc nhá. Để cô sẽ chia. Rồi, sang bên này một chút, đúng không? Rồi, các bạn cùng nhau nhìn cho cô nhá. Đây, từ đây đúng không? Rồi, các bạn nhìn được không ạ? CCAI và ですね CCAI は文章や絵などを自動で作ることができますね。Câu này các bạn hiểu là gì ạ? Chủ ngữ của chúng ta là gì ạ mọi người? Chủ ngữ chúng ta ở đây. CCAI ですね. Cái AI tạo sinh ấy, thì nó là như thế nào ạ? Đây là một cái câu viết là câu đơn đúng không mọi người? Câu đơn thì chúng ta sẽ thấy là gì nhỉ? Hãy có thể tạo ra cái gì ạ? Tạo ra cái văn bản hoặc là những cái bức tranh bằng cách là gì nhỉ? Làm tự động nhé mọi người nhá. Ok, bằng cách là làm tự động. Hãy, câu đầu tiên rất là dễ đúng không mọi người? Ok chưa? Tiếp tục này. 最近 CCAI が入ったスマホが増えています。Rồi các bạn thấy câu này là câu như thế nào ạ? Rồi có một cái câu đó là gì nhỉ? Gần đây đúng không ạ? Gần đây thì cái gì ạ? Cái câu này vị ngữ của nó sẽ là fuete imas nhé. Đây là fuete imas. Cái gì đó tăng lên thì sẽ là cái danh từ này. Các bạn thấy trong một cái câu mà thấy có hai cái từ gác này, chúng ta sẽ xác nhận xem là cái nào nó mới là cái chủ ngữ của chúng ta, thì mình sẽ thấy là lấy ở đằng sau đúng không? Dạo gần đây thì những chiếc điện thoại thông minh, cái mà nó có tích hợp cái gì ạ? Cái mà nó có tích hợp cái gì ạ? Cái AI tạo sinh á, thì nó đang ngày càng nhiều lên nhá. Huetimas nè. Hay, ok. Tiếp tục này, các bạn thấy đến ngày hôm nay chúng ta thấy tiến bộ hơn rồi đúng không? Tiến bộ hơn chưa? Ừ, Nguyễn Bảo Long nhờ luyện đọc mỗi ngày nên em đã đọc nhanh hơn một chút rồi ạ. Ok. Tiếp tục này. America no Apple wa 9日 atarashii iPhone wo hapyou shimashita. Hôm nay các bạn thấy câu nó rất là dễ đúng không? Câu đơn, toàn là câu đơn thôi. Chủ ngữ của chúng ta là gì đây? Đây đúng không nào? Hãng Apple của nước Mỹ ấy, thì họ đã hapyou. Các bạn có nhớ hôm trước cô nói cái hapyou là gì không? Bình thường sẽ là phát biểu đúng không? Còn trong trường hợp này chúng ta sẽ có thể dịch là gì nhỉ? Công bố ra nhá. Công bố ra gì ạ? Công bố chiếc iPhone mới vào ngày mùng 9 vừa qua nhá. Kokonoka iPhone atarashii iPhone wo hapyou shimashita. Ii desu ne. Tiếp tục này. Kono iPhone wa OK. Apple no CCAI wo tsukau koto ga dekimasu. Hay. Câu này nghĩa là gì đấy nhỉ?
cái iPhone này thì nó có thể, đúng không? Chúng ta học rất là quen thuộc cái ngữ pháp là nani nani verukoto ga dekimasu ne. Có thể gì ạ? Có thể sử dụng cái gì đấy, cái tính năng gì ạ? AI tạo sinh của hãng Apple, đúng không nào? Đấy. Và tiếp tục nhá. Moratta mail no naiyou ga sugu wakaru you ni bunshō o mijikaku shitari shashin kara emoji o tsukuttari dekimasu. Né? Câu này mình sẽ hiểu là gì ạ mọi người? Câu này mình sẽ hiểu là gì ạ? Câu này chúng ta sẽ thấy là gì nhỉ? Cái câu này sẽ tách ra hai vế đúng không? Nó có thể làm cái gì đó để thế nào đó nhá. Cái từ yo ni chúng ta sẽ dịch là để thế nào đó. Bây giờ để gì ạ? Để có thể ngay lập tức hiểu được sugu wakaru yoni nhá. Để có thể ngay lập tức hiểu được cái gì ạ? Nội dung của bức mail, cái mà chúng ta nhận được thì gì đấy? Thì chúng ta thấy có cái vế câu là nani nani shitari, nani nani shitari dekimasu ne. Vetari, vetari là cái cấu trúc mà liệt kê ấy mọi người. Thì cái iPhone, cái tính năng mà AI tạo sinh này, nó có thể gì ạ? Có thể làm cho cái văn bản này nó ngắn lại. Bưng số mijikaku suru. Ok. Và hai là gì nhỉ? Nó có thể tạo ra những cái icon, emojis, những cái icon hình vẽ từ những cái bức ảnh. Được chưa nào? Rồi, tiếp tục nha. Koe de Apple o ugokasu Siri wa hito ga sukoshi machigaete hanashite mo mondai naku kotaemasu. Các bạn biết cái Siri không ạ? Hay Siri đúng không? Cái Siri, cái con Siri ấy, cái mà nó khởi động, nó chạy cái app bằng giọng nói ấy, thì đây là chủ ngữ của chúng ta đúng không? Thì thế nào ạ? Dù thế nào đó thì nó vẫn thế nào đó được. Dù gì đấy? Hito ga sukoshi machigaete hanashite mo là dù có nói nhầm một chút. Được chưa nào? Nói nhầm một chút. Dù có người mà chúng ta nói với con Siri nói nhầm một chút thì nó vẫn có thể trả lời mà không vấn đề gì. Các bạn thấy nhá, có rất là nhiều những cái cách diễn đạt thú vị mà chúng ta có thể học được ở trong những cái bài đọc như này, đúng không? Hito ga sukoshi machigaete hanashite mo, đúng nào? Nói nhầm một chút thì vẫn có thể trả lời mà. Mondai naku kotaemasu. Có thấy nhiều từ, cách dùng từ hay không? Ok. Tiếp tục này. Kaisha wa Nippon dewa desu ne. Bây giờ chúng ta đọc là Nihon. Ok. Nhưng mà trong nó có một cách đọc nữa là Nippon mọi người nhá. Kongetsu 20 kara atarashii iPhone o uri hajimemasu ne. Câu này nghĩa là gì ạ? Công ty này thì làm sao ạ? Công ty thì ở Nhật Bản, Nihon dewa desu ne. Ở Nhật Bản là từ ngày 20 của tháng này. Kongetsu 20 kara desu ne. Thì sẽ bắt đầu uri hajimeru. Chúng ta có cái cấu trúc ngữ pháp là v mas bỏ mas cộng với hajimeru. Nghĩa là bắt đầu làm cái gì đó đúng không? Bắt đầu bán ra những chiếc iPhone mới. Ok chưa nào? Tiếp tục này. Gai getsu kara eigo de AI o tsukau koto ga dekimasu ne. Và từ tháng sau thì sẽ có thể sử dụng cái AI bằng tiếng gì ạ? Bằng tiếng Anh. Hôm nay toàn những câu dễ quá nhỉ mọi người nhờ. Và câu tiếp theo của chúng ta này. Nihongo dewa gainen kara tsukau koto ga dekiru you ni naru yotei desu. Và chúng ta học ngữ pháp là nani nani yotei desu rồi đúng không nào? Và có cái dự định rằng là công ty sẽ có cái dự định gì đây ạ? Theo lịch trình là với cái việc mà sử dụng bằng tiếng Nhật ấy, được chưa nào? Với cái việc mà sử dụng bằng tiếng Nhật thì tức là từ năm sau sẽ có thể sử dụng bằng tiếng Nhật. Tức là năm nay iPhone ra mắt đúng không? Từ tháng sau thì có thể sử dụng AI này bằng tiếng Anh, thì còn sử dụng bằng tiếng Nhật sẽ là từ năm sau. Bao từ năm sau nhá. Và câu cuối cùng của chúng ta này. America no group ya Hankook no Samsung Denshi desu ne. Samsung Denshi ni mo seisei AI ga haeta smartho ga arimasu ne. Và gì ạ? Ở cả đâu ạ? Cả hai cái chỗ này. Ở bên Google. Các bạn biết Google là ở đâu không? Google là ở đâu ạ? Bao giờ sử dụng ở tiếng Việt hả? Google là ở đâu ạ mọi người? Ở bên Google của Mỹ.
và bên điện tử Samsung để các bạn nhìn thấy cách đọc ở bên tiếng Nhật chưa, của Hàn Quốc thì cũng có những cái loại smart home, những cái loại điện thoại thông minh mà có tích hợp cái AI tạo sinh này, cái trí tuệ nhân tạo tạo sinh nhé mọi người nhé. Thì quay trở lại các bạn nhớ cho cô này, cái trí tuệ nhân tạo tạo sinh là cái gì thì nó ở trên này, được chưa nào? Là cái tính năng mà có thể tạo được văn bản, đúng không? Tạo được văn bản một cách ngắn gọn, hoặc là tạo được icon, emoji từ những cái hình ảnh, được chưa? Đấy. Chào các bạn nha. Thầy Dũng Mori. Thầy Dũng Mori đây. Thế cô Thành đọc báo hay quá nên là hôm nay mình cũng phải vào đọc báo. Hôm nay bài báo của chúng ta rất là hay. Chúng ta sẽ có sự so sánh giữa Nhật Bản và Việt Nam. Hôm nay thầy sẽ dạy thay cho cô Thành, được không ạ? Bài ngày hôm nay sẽ nói về cái gì đây? Sai đến tuổi, tức là nói về độ tuổi mọi người ạ. Bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu vào tiêu đề nhé. Tiêu đề của nó. Dạ. Các bạn nhìn thấy tiêu đề đấy chưa? 100歳以上の人. Dạ. Imamadede 一番多い 95,000人. Dạ. Chúng ta sẽ dịch như thế nào nhỉ? Hay. Tức là đây, chúng ta có thể dịch đây. Dạ. Bấm vào mắt là được rồi đúng không? Ê, to, dịch nguyên cái ông này trước. Như này. Đấy. Tức là những cái người ở độ tuổi trên 100 tuổi, đúng không? Thì thế nào nội dung ở đằng sau? Đây. Như thế nào? Imamadede. Được chưa? Imamadede. Tức là cho đến ngày hôm nay, tính đến ngày hôm nay thì là nhiều nhất thì chỉ ba ngôi. Đây là báo dễ mà, nên là nó không làm khó chúng ta. Dạ. Thì là nhiều nhất với con số là gì đây? 95,000. Tức là 95,000 người mọi người ạ. À đâu? 95,000. Đúng rồi, 95,000 người. Tận 95,000 người trên 100 tuổi mọi người ạ. Ở bên Nhật ấy, nhiều đấy. Ở Việt Nam thì tìm cái số liệu này nhưng mà không ra mọi người ạ. Mọi người nếu mà ai tìm thấy cái số liệu mà số người ở độ tuổi trên 100 tuổi ở Việt Nam thì comment giúp thầy nhá. Thầy không tìm thấy. Được chưa? Đấy. Nhưng mà thầy có một vài cái số liệu khác cho mọi người. Đấy, nào chúng ta nhau bắt đầu. Dạ. Bắt đầu nhá. Ok. Rồi. Chúng ta có thể thấy trên màn hình có cái chữ bôi xanh này, đúng không? Sẽ đọc là Kosei-rodo-sho. À, Kosei-rodo-sho. Mọi người nhìn thấy chữ rõ không? Kosei-rodo. Tất cả đều có trường âm nhé. Cái từ này nó là bộ. Sho này nó là bộ này. Bộ gì đó. Bộ ở đây chúng ta sẽ thấy là bộ ở đây có nghĩa là bộ y tế. Đúng không? Y tế. Rodo là lao động. Người ta dịch là bộ y tế lao động sức khỏe. Nói chung là chăm lo đến sức khỏe của người dân, nên là người ta mới điều tra dân số, điều tra những người mà có độ tuổi trên 100 tuổi được, đúng không? Đấy. Bộ y tế lao động hóa sức khỏe, được chưa? Đang đọc. Kosei-rodo-sho ni yoruto, đúng không? Nippon ni sunderu 100 sai ijo no hito wa kongetsu 1日 de 95,119 nin deshita. Đấy thôi, đúng không? Đấy. Ni yoruto là mẫu gì đây mọi người? Theo như, đúng không? Theo như Bộ Y tế Lao động Sức khỏe của Nhật thì chúng tôi đây, những cái người mà sống trên 100 tuổi đang sống ở Nhật á, thấy chưa nào? Đấy. Thì hiện nay cho đến, đúng không? Đấy. Ngày mùng 1 tháng này, tức là tháng 9 này, thấy chưa nào? Là 95,119 người. Thấy chưa? Còn Việt Nam không biết. Tiếp theo cho mọi người, có này dễ rồi đúng không? A hoặc B này. Người này là ngân này đúng không? Những số người trên 100 tuổi là 95,119 người. Tiếp theo, câu tiếp theo này.
Kyo nên yori, yori là hơn cái gì đó đúng không? Hơn năm ngoái. Kyo nên yori. 2980人 増えました.増えました. Tăng lên rồi, câu này đơn giản có mỗi cái động từ đúng nè. Đấy. Tăng lên 2980 người so với năm ngoái. Ok chưa? Tiếp theo. Câu này dễ quá này. Thế nào nha. 54年続けて増えていて, đúng không? 今までで一番多くなりました. Đây, các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh đây. Thế này. Đấy. Câu này là gì? 54 năm kể từ năm 1963 người ta tính theo đây. Đến năm 2024 cho đến thời điểm tại. Đấy, những số người mà trên 100 tuổi. Ngày xưa có 153 người thôi, bây giờ 1000 người, rồi thì 10.000 người, rồi thì 95.000 người. Wow, một con số thật là khủng khiếp. Đúng không? Tức là gì nhỉ? Tăng kéo dài suốt 54 năm. Đúng không? Và cho đến ngày hôm nay thì là nhiều nhất. Cứ tăng lên, tăng lên, tăng lên, tăng lên, tăng lên. Nhìn như cổ phiếu mọi người ạ. Thế nào nha mọi người nha. Đấy. Rồi. Tiếp theo. Nào. 88% の 83,958人 が 女性で、男性は 11,160人 でした。À, ở đây người ta chia ra giữa người phụ nữ và người đàn ông đúng không? Thì ở đây chúng ta thấy là gì ạ? À? Ngần này người là phụ nữ này, đàn ông thì là ngần này người này, đúng không? Hay. 88% đúng không nào? À, trong đó bao gồm này, 88% là 83.958 người là phụ nữ, đúng không? Hay. Còn lại là đàn ông là 11.161 người. Tức là phụ nữ chiếm quá nhiều, 88% cơ mà mọi người. Thật là kinh khủng, đúng không? Rồi, tiếp theo. Toàn awa be desu. Awa be desu. Đúng không? Toshi ga ichiban ue no hito wa 116 sai no. Cái bôi xanh này là tên người nhưng mọi người nhé. Có chữ xanh sao không? Itoka Tomiko san desu. Những người mà lớn tuổi nhất ấy, là bà Itoka Tomiko, 116 tuổi. Hyogo ken Asia shi ni sundeiru josei desu. Đấy là người phụ nữ đang sống ở tỉnh, ở thành phố gì đây? Asia tỉnh Hyogo. Được chưa? Câu này dễ rồi nhá. Còn câu tiếp theo. Đàn xe wa Shizuoka ken Iwatashi ni sundeiru 110 sai no Mizuno Kiyotaka san desu. Đó. Còn đàn ông thì là ông Mizuno Kiyotaka 110 tuổi đang sống ở thành phố Iwata tỉnh Shizuoka. Được chưa ạ? Đây, thầy mới tra được một cái dữ liệu như thế này mọi người ạ. Ở Việt Nam ai ở Việt Nhật vừa rồi là bà ấy, bà sống bao nhiêu tuổi nhỉ mọi người ạ? 116 tuổi là sống dai nhất đúng không? Nhưng mà ở Việt Nam bạn thấy này, trong đó cụ bà 123 tuổi sống ở Hải Dương ai được xem là người cao tuổi nhất, tức là người cao tuổi nhất ở Việt Nam sống dai hơn cả Việt Nhật cơ mọi người ạ. Cụ Nguyễn Thị Cơ như này này có cả đấy, nhìn chưa? Sinh năm 1901, sống hơn một thế kỷ mọi người, hơn một thế kỷ, thế kỷ chứ không phải thập kỷ nhá, đúng không? 123 tuổi, khá là khỏe. Thế này còn có ông nào nữa cơ? Đây cụ bà đây, nhớ, 123 tuổi. Đấy, tiếp theo, có một cụ bà nữa là 119 tuổi luôn này, có đến 150 con cháu này, quá ghê. À, đây cụ bà này, cụ bà này tên là gì đấy? Bà Khương, cụ Khương nhé mọi người nhé, cụ Khương. À, tiếp theo. Có một cụ ông 111 tuổi. Vừa nãy cụ ông bên Nhật là sống dài nhất là 110 đúng không? Việt Nam vẫn cao hơn, vẫn xịn hơn. 111 tuổi, hơn 1 tuổi. Đó là cụ Trần Văn Côi nhé.
Không biết sau này mình có như thế này không mọi người? Chào, chào các bạn nha. Thầy Dũng Mori. Thầy Dũng Mori đây. Đấy. Đấy, rồi thế so sánh thế thôi. Ok, chuyển sang bài đọc tiếp. Thế xem. À có một vài dữ liệu nữa thầy có trang xin chia sẻ nốt cho mọi người nhé. Nào đây. Đây dân số Việt Nam, câu có tuổi Việt Nam này. Dưới 15 tuổi. Đúng không? Đấy, ta độ tuổi kiểu đang đi học ở trường cấp 2 đấy đúng không? 25,2%. Thấy chưa nào? Tức là từ 15 tuổi, 16 tuổi là bắt đầu có thể đi làm rồi đấy. Học hết cấp 2 là có thể đi làm được rồi. Đúng không? Đấy. Từ 15 đến 64 tuổi là 69,3%. Dân số rất là trẻ nha mọi người nhá. Ok. Đấy, còn trên 64 tuổi là 5,5%. Được chưa? Này. Mà xem con trai thì gái nhiều hơn nhé. Thế to xem nào. Thanh thiếu niên dưới 15 tuổi, nam, người nam nhiều hơn, nam nhiều hơn, nam nữ bằng nhau. Thì già thì nữ nhiều hơn. Chứng tỏ nữ bao giờ sống dài hơn nam. Có thấy không? Đây nhá, ở đây nam nhiều hơn, nữ là nhiều hơn này. Ở đây nam này gần bằng sát nhau này, đúng không nào? Này bằng bằng nhau này. Dần dần đến tuổi trên tuổi 64 thì nam này ít hơn hẳn này. Ôi, thấy không? Chán rồi đấy. Mọi người phải làm thế nào để sống dai chứ, mấy bạn con trai nhỉ? Để nữ sống dai hơn mình là không được. Đấy. À tiếp theo nào. Tiếp theo. Cuối cùng một dòng cuối cùng thôi mọi người. Jinko 10 man nin no naka ni 100 sai izo no hito ga ya nan nin iru ka shiraberu to à một câu shiraberu to đây rồi. Shiraberu to là cái gì đấy? Hay. Điều tra đúng không nào? Điều tra thì phát hiện ra một điều gì đó, được chưa? Chúng tôi điều tra dân số, đúng không? Trong gì nhỉ? Trong 100.000 người, đúng không? Để xem là có bao nhiêu người, nán đi đi được cả, có bao nhiêu người là trên 100 tuổi á, được chưa? Đấy, trên 100 tuổi. Thì thế nào đây? Ichiban oi no wa, ichiban oi no wa, đúng không? 12 年続けて島根県でした。島根県でした。はい。Cái này nghĩa là gì đấy? Ở đây chúng ta thấy cái thằng này nó là kèn, đúng không? Ở đây nó là nô. Thì chúng ta hãy dịch cái thằng nô này nó liên quan đến cái thằng kèn này. Nô này có thể là tokoro. Tokoro. Dạ. Tokoro. Tokoro tức là nơi, đúng không? Nơi mà nhiều nhất á thì là tỉnh Shimane, đúng nào? Hay kéo dài trong suốt 12 năm, trong 12 năm người ta vẫn giữ được cái gì nhỉ? Cái vị trí top đầu là có những người nhiều người trên 100 tuổi nhất, đúng không? Đó là tỉnh Shimane kèn, đúng không? Tương tự ngược lại này, đúng nào? Ichiban sukunai no wa 35 nen tsukete, đúng không? Saitama kèn deshita. Được chưa nào? Hay. Trong suốt 35 năm, đúng không? Hay. Thì cái nơi đó, cái tỉnh Saitama kèn này là nơi có số người trên 100 tuổi ít nhất. Được chưa? Ok. Đấy, và ngày hôm nay đơn giản như thế thôi. Hôm nay các bạn học được từ mới gì không? Hôm nay hình như là chả có từ mới gì à? Bài này nó dễ quá, tận đan xê dô xê mọi người nhỉ? Đó, đan xê dô xê là tên mấy người đây. Hôm nay thì chúng ta chỉ biết thông tin, nói chung là bài học hôm nay thì không có từ vựng mới nhiều mà chúng ta chỉ biết thêm cái nội dung thông tin, đúng không? Liên quan đến độ tuổi, dân số của Nhật Bản, có thể đem cái thông tin này ra nói chuyện với người Nhật. Đó là chúng ta có thể nói chuyện rằng là người Nhật sống dai đấy, nhưng mà người cao tuổi nhất ở Nhật Bản chưa bằng người cao tuổi ở Việt Nam đâu. Ở Nhật Bản bà cụ chỉ có 116 tuổi thôi, nhưng mà Việt Nam 123 tuổi. Ông cụ ở bên Nhật Bản là 110 tuổi nhưng mà Việt Nam tận 111 tuổi. Đấy. Rồi ok. Thế nhá. Các bạn thấy đây là một cửa hiệu sách của bên Nhật Bản. Nếu mà bạn nào ở bên Nhật thì hãy cố gắng vào cửa hiệu sách một lần nhé. Cho dù mình không mua sách mà hãy vào trong hiệu sách của Nhật Bản để cảm nhận cái không khí gọi là tri thức, đúng không? Trong đấy có rất là nhiều sách. Các bạn hãy đi đến quầy sách ngoại ngữ, đúng không? Google
xem là có sách của thầy Dũng đặt ở đấy không. Đúng không ạ? Này, có mấy cửa hiệu rất là lớn, ví dụ như Kinokuniya này. Các bạn có hay đọc sách không? Thầy dạo này thỉnh thoảng vài hiệu sách mua cả chục cuốn sách này luôn. Nhưng mà cứ đọc được một nửa hay là 1/2 hay là 1/3, 1/4 chẳng hạn thì lại bị dừng lại, bởi vì thấy nó không hay lắm nên là lại thôi. Nên là tính ra tầm 1 tháng chắc là đọc được tầm 1 cuốn. Tầm tầm đấy, 1 tháng đọc 1 cuốn. Không biết các bạn 1 tháng đọc được 1 cuốn sách nào không? Hả? Đấy, rồi chúng ta nhóm bắt đầu. Ok. Thầy vừa nói chuyện về việc liên quan đến đọc sách thì hôm nay chúng ta sẽ có bài đọc sách luôn. Đấy, như nào? Nội dung tiêu đề bài ngày hôm nay đó chính là 62% no hito ga, đúng không? Ở trong ngoặc này, ở trong ngoặc là cái số liệu người ta điều tra đấy. Đúng không? Ở trong ngoặc là cái số liệu người ta điều tra nhá. Đấy. Đã. 1 ヶ月 ni, đúng không? 1冊 mo hon o yomanai. Tức là 2/6, 62% người được điều tra thì là gì đấy? Thì là 1 tháng họ cũng đọc không được một cuốn sách nào cả. 1冊 mo yomanai. 100 người thì có 62 người không đọc một cuốn nào cả. Đấy, được chưa? Đấy, nội dung là đơn giản như thế nhá. Tiếp theo chúng ta đi vào nội dung cụ thể. Ở đây chúng ta sẽ có là chủ ngữ, những chữ hóa đây. Cái ông này, và, đúng không? Sau đó chúng ta sẽ dịch đến cái động từ này, đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ có là bưng cà chô, bưng cà chô, bưng cà là văn hóa đúng không? Bưng cà chô là gì? Chô thường là cục hay là bộ, đúng không? Trong này chúng ta có thể dịch là bộ văn hóa, được chưa nào? Bộ văn hóa hay là tổng cục văn hóa đi. Shirabetemasu là gì nhỉ? Là điều tra. Tổng cục văn hóa đã điều tra về về cái siêu cảnh là gì nhỉ? Thói quen, đúng không? Về thói quen đọc sách, đúng không nào? Hay 5 năm một lần, đấy, cứ 5 năm người ta lại điều tra, được chưa? Để người ta so sánh xem như thế nào. Tiếp theo, Kotoshi wa, năm nay. Thì ở đây chúng ta sẽ có thấy là gì nhỉ? Có ngân này người đã trả lời cho câu hỏi đó, được chưa? Năm nay thì có 3.559 người trên 16 tuổi trả lời cho cái CIB dự này, cho cái bản điều tra này này, ăn cái tổ này, được chưa? 今年は 16 歳以上の 3559 人が答えました。Được chưa? Tiếp theo nhá. Nào. Smartphone などの画面で本あ読む本を入れて、1ヶ月に何冊本を読むか聞きました。Tức là ở đây chúng ta thấy là gì nhỉ? Hồng mộ y đê tê, ga mèn đê. Cái này gì cả gì? Thêm, đúng không? Thêm cả cái việc là đọc sách qua màn hình điện thoại, đúng không? Vào cái bản điều tra đó, thêm cả việc đọc sách qua màn hình, đúng không? Đấy, vào cái bản điều tra, thì người ta đã hỏi rằng là, Kikimasta trong những người này đã hỏi rằng là, 1 tháng, đúng không? Bạn đọc mấy cuốn sách? Được chưa nào? Bình thường đọc sách là đọc sách giấy rồi đúng không? Nhưng mà tính cả đọc sách bằng điện thoại nữa, đúng không? Có bao gồm cả sách điện thoại thì 1 tháng bạn đọc bao nhiêu cuốn sách? Được chưa? Đấy, vậy thì chúng ta sẽ có đáp án là gì đây? 1冊 mo yomanai to kotaeta hito ga 62 tèn, đúng không? Thêm cái đây chúng ta sẽ đọc là tèn 6% deshita, đúng không? Tại vì đây là gì? Người trả lời đấy, nên là chúng ta phải để lại quá khứ đã trả lời, đúng không? Tức là số người trả lời rằng là không đọc một cuốn nào cả. Cô tài tạ tố là rằng thì mà là, đúng không? Trả lời rằng là không đọc một cuốn nào cả thì là 62,6%, phải không ạ? Japan Store, dễ không? Tiếp theo, ở đây chúng ta có hãy là gì đây? 5 năm mai to kurabete 15 point izo fuete ima made de ichiban oku narimashita. Ở đây này là 62,6% point, đây là điểm, đúng không? 0% thì 5 năm trước thì nó sẽ là 47%, mọi người 47%. Vậy thì cộng với lại là 15% sẽ là 62, đúng không? Thì ở đây người ta ghi là tăng trên 65 điểm. Điểm đây tức là phần trăm đấy, à đó, không phải 65, tăng trên 15 điểm, tức là 15% so với 5 năm trước, được chưa? Và cho tính đến thời điểm hiện tại thì nó là nhiều nhất. Ngày trước là 47%,
Bây giờ người ta lại càng lười đọc sách thêm, đúng không nào? Ừ. 62,6% là người ta không đọc cuốn sách nào cả. Tiếp theo, hãy không có yêu điều, điều đây là đọc số điều, tức là lượng đọc sách, đúng không nào? Skunakunatte de to kotai ta hito wa 69% de shita. À, số người trả lời rằng là cái lượng đọc sách này bị ít đi là 69%. Đấy là 69%. Tiếp nha. Đấy. Ba dòng cuối cùng. Ba ngày hôm nay quá là ngắn này. Nào, tiếp theo mọi người. À, không có yomanai điều để ichiban oi no wa smartphone ya pasukon nado tsukattete không có yomu jikan ga nai deshita. Ở đây những câu này, khi mà làm bảng an kết tội thì người ta đưa ra những cái dạng như nhá. À, đáp án 1, 2, 3 này, đúng không? Hãy khoanh tròn vào 1, 2, 3, 1, 2, 3. Được chưa? Ôi nổ á, này nổ đây là gì các bạn không muốn cho thầy thế nào? Không có yêu mà nai điều để chỉ bằng ôi nổ á. Trong cái lý do không đọc sách, điều đấy này, trong cái lý do không đọc sách thì nổ ở đây nó bằng với thằng điều này, thì cái lý do lớn nhất là cái lý do ở trong ngoài. Được chưa? Là đằng sau á. Lý do lớn nhất là gì nhỉ? Là bởi vì tôi sử dụng máy tính và điện thoại nên là không có thời gian đọc sách. Ok chưa? Tiếp theo. Tsugi ni oi no wa shigoto ya benkyou ga ishogashii deshita. Được nào? Tsugi ni oi no wa, tức là lý do lớn thứ hai, được chưa? Là ôi rồi ôi, tôi bận học, tôi bận làm việc nên là không có thời gian đọc sách đâu. Đúng không nào? Hết rồi. Đúng không? Đấy. Còn câu cuối cùng. Cuối cùng. Bưng cà chô. Đúng không? Bưng cà chô á. Nani wo shita ra minna ga hongo motto yomu you ni naru ka kangaemasu. To hanashite imasu. Nani wo shita ra minna ga hongo motto yomu you ni naru ka kangaemasu. Thế nào? Thì chúng ta sẽ thấy là bưng cạ trò đây này, họ nói rằng là họ đã nói chuyện, đúng không nào? Nói chuyện rằng là, đúng không? Nói chuyện rằng là bắt đầu chúng ta dịch, đúng không? Dịch thằng này tiếp, càng gầy mà chúng tôi sẽ suy nghĩ, đúng không? Đấy, cục văn hóa đã nói chuyện rằng là chúng tôi sẽ suy nghĩ để làm sao, làm thế nào để mọi người có thể đó, mọi người có thể đọc nhiều sách hơn nữa. Nói nhiều sách là mình có không có một tôi yêu mưu yêu thì nói cả càng gầy mắt. Hết rồi. Wow. Xong rồi nhá. Đấy. Bài ngày hôm nay quá là dễ đúng không nào? Để xem lại xem có cái gì chúng ta cần phải lưu ý không? Không có. Không có cái gì lưu ý cả. Có mỗi cái ông bưng cà trò này thôi. Bưng cà trò là cục văn hóa. Bộ văn hóa là tổng cục văn hóa. Được chưa? Thì sang tiếng Việt là như thế. Thông qua những cái bài này chúng ta sẽ biết thêm được rất là nhiều những cái danh từ riêng cục văn hóa hay là bộ lao động, sức khỏe, nó phúc lợi, các thứ. Đều có trong những bài viết này hết. Người ta hay có những bài điều tra như vậy nhá. Hey, ok. Được chưa? Kết thúc tại đây. Bye bye. Bye bye mọi người nhá.